Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 131. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một hồi võ đạo ý vận từ Diệp Thần trong nhà, lan truyền ra, mọi người cảm nhận được cái này cổ hơi thở lúc đó, đều là con người co giúp một cái. Một khắc sau, Diệp Thần mặt mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mọi người nói, để cho các vị đợi lâu. Ngọc Trân Tử trên mặt mang vui mừng, Diệp Thần, người lại tiến bộ. Diệp Thần gật đầu một cái, may mà sư phụ cùng tông môn tài bồi, lần này bế quan, có chút thu hoạch. Hắn lần này, lại tiêu hóa một tầng võ đạo ý vận. Hơn nữa tu vi vậy bước vào thái hư ba tầng thiên. Đi thôi, Ngọc Trân Tử nói. Tiếp theo, liền dẫn mọi người, cùng một đám thần cực tông đệ tử, đi tới thần cực tông cây kia thần trụ chỗ. Không thiếu lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc cái này thần trụ đệ tử. Nhìn cây kia vô cùng to lớn, tản ra bạch quang chói mắt, nối thẳng chân trời chùm tia sáng, đều là vô cùng được rung động. Liên liên Diệp Thần, cũng là đôi mắt híp lại. Ngọc Trân Tử mở miệng nói, chúng ta liền muốn đi vào cái này thần trụ, trực tiếp truyền tống đến chấn thần tháp chỗ ở vị trí. Thời gian, hơi trễ, bất quá, vậy không có gì đáng ngại. Một tòa cao vút trong mây, toàn thân ánh sáng trắng lượn lờ. Khí thế khoáng đạt vạn trượng tháp cao, tạo ở lớn bên trên, tháp cao bốn phía, giống như thời kỳ thượng cổ đất man hoang. Mặt đất bên trên, đột nhiên dâng lên vô số đạo ánh sáng trắng, những thứ này ánh sáng trắng, lớn có nhỏ có, một vòng, còn quấn tháp cao, cộng chia làm 9 tầng. Mà càng lớn ánh sáng trắng, liền càng đến gần cái này tòa tháp cao. Nhất đến gần tháp cao, là một ít vô cùng là lớn chùm tia sáng. Tháp này tự nhiên chính là chấn thần tháp. Dõi mắt nhìn lại, mặt đất bên trên, bóng người rậm rạp chẳng chịt một phiến, đã có không thiếu thế lực người đến. Đây là, tầng thứ ba trong đó một cây chùm tia sáng bên trong, đột nhiên, thoáng hiện một đám người bóng người. Cái này cây chùm tia sáng, thuộc về Long Nguyên Tông. Ngay tại Long Nguyên Tông mọi người, hiện thân ngay tức thì, soạt một tiếng, vô số đạo ánh mắt, hướng bọn họ bắn tới. Long Nguyên Tông thực lực, mặc dù không tệ, bước lên hạng ba tông môn hàng ngũ, nhưng, ngày hôm nay tại chỗ thế lực cường đại, không đếm xuể, một cái Long Nguyên Tông, tại sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt? Nguyên nhân, ra ở Long Nguyên Tông một cô gái trên mình. Một người đẹp đến trình độ cao nhất, giống như thiên nhân giống vậy cô gái. Cô gái này, chính là Duẫn Mính. Duẫn Mính mặc dù tu vi không tính là quá cao. Có thể Long Nguyên Tông mọi người, bao gồm tông chủ, cũng đối với nàng vô cùng là bộ dáng cung kính. Duẫn Mính lúc này, cũng không có che giấu dung nhan, nàng biết, ở những cường giả kia trước mặt, thông thường che giấu, không có ích gì. Diệp Thần, mặc dù trước đã đem Duẫn Mính dẫn tới thần cực tông, nhưng, cứ việc đoạn thời gian này, Duẫn Mính tu luyện được vô cùng là khắc khổ, đột phá không thiếu cảnh giới, nhưng mà, vẫn không đạt tới thần cực tông nhập tông tiêu chuẩn. Diệp Thần mặc dù có thể để cho Duẫn Mính ở thần cực tông, nhưng cũng không cách nào tùy ý thay đổi quy củ, dẫu sao, không phải ai cũng có thể có xem hắn như vậy nghịch thiên đãi ngộ. Cho nên, Duẫn Mính không tính là thần cực tông đệ tử, tự nhiên không cách nào đi theo thần cực tông cùng chung, tham gia cái này thần quang nghi thức. Bất quá, như vậy cơ hội, Diệp Thần làm sao có thể để cho Duẫn Mính lúc này bỏ qua đâu. Duẫn Mính tu vi ngược lại là đủ để gia nhập Long Nguyên Tông, Long Nguyên Tông thân là hạng ba tông môn, chỗ ở vị trí, đổ cũng xem là tốt. Cho nên, Diệp Thần và Long Thần lên tiếng chào hỏi, liền trước hết để cho Duẫn Mính tiến vào Long Nguyên Tông. Long Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gần đây, liên quan tới Diệp Thần tin đồn, hắn nhưng mà không thiếu nghe nói à. Có thể theo Diệp Thần liên hệ một chút quan hệ, thật là cầu chi không được. Thậm chí, đối với toàn bộ Long Nguyên Tông, cũng có nhiều chỗ tốt. Nhưng là, Long Thần còn đánh giá thấp Duẫn Mính dung nhan, tạo thành lực sát thương à. Cái này mẹ hắn quá chói mắt đi. Vô số người, đều chú ý tới bọn họ. Duẫn Mính thần sắc rừng rưng, từ nàng tháo xuống mặt nạ sau này, đã thành thói quen liền ánh mắt của những người khác, trong lòng sẽ không quá mức để ý. Có thể đây là, cảm nhận được những cái kia hai các loại, thậm chí một nhóm thế lực bên trong. Cường giả ánh mắt Long Thần các người nhưng là lạnh cả người mồ hôi, cũng không ngừng bốc lên, vô cùng được khẩn trương, kinh hoàng. Nhất là Long Thần,
một bộ mau khóc lên diễn cảm. Bọn họ không biết, nếu là có người coi trọng Duẫn Mính, tới đến gần nói, bọn họ phải làm sao? Đuổi đi, bước lui. Những cái kia một hai nhóm thế lực, cũng đều là nhúc nhích một chút ngón tay, là có thể để cho Long Nguyên Tông tan thành mây khói tồn tại à. Mỗi lần thần quang nghi thức, đều sẽ có một ít thế lực nhỏ, bởi vì một ít không giải thích được nguyên nhân, bị mất đi. Long Nguyên Tông, mặc dù không coi là nhỏ, nhưng, ở chân chính đồ vật khổng lồ trước mặt, và chín cùng tông môn, chỉ sợ cũng không có khổng lồ khác biệt. Cho nên, bọn họ như thế nào dám làm như vậy? Nhưng mà, bỏ mặc Duẫn Mính, vậy càng không thể nào. Làm như vậy nói, thì như thế nào cùng Diệp Thần giao phó à? Thật là, quấn quýt muốn chết. Ai kêu Diệp Thần người phụ nữ, mỗi một người đều là như vậy cực phẩm. Câu ca giao tốt, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đối với người phụ nữ, thật ra thì cũng là đạo lý này. Thật đẹp người phụ nữ, không phải một cái Long Nguyên Tông, có thể chứa chấp. Thần Huyền Tông cùng Lôi ra mâu thuẫn, thật ra thì, chính là một cái ví dụ. Hết thảy, cũng là bởi vì là Lâm Nhã Cầm xinh đẹp tạo thành, không phải sao. Như ở ngày thường, khiêm tốn một chút, còn không việc gì, có thể, đây là thần quang nghi thức à. Muốn khiêm tốn, đều không cách nào khiêm tốn. Long thần khẽ cúi đầu, không nhúc nhích thần sắc nhìn lướt qua một nhóm thế lực chỗ ở vị trí, sắc mặt không khỏi được càng thêm khó coi, thần cực tông người, còn chưa tới. Bọn họ, vốn là đều đã cố ý tới trễ một chút, vì chính là hy vọng có thể ở thần cực tông sau đó đến sân, có thần cực tông che chở, lại có ai, dám tìm bọn họ phiền toái. Có thể, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, thần cực tông, không biết tại sao, đến chậm à. Dần dần, Duẫn Mính thần sắc, cũng có chút biến hóa. Bởi vì, nàng cảm nhận được không thiếu cường giả ánh mắt. Những cái kia chỉ là nhìn nàng, sẽ để cho nàng phát ra từ linh hồn địa cảm đến sợ hãi, run rẩy cường giả, đang vô cùng tham lam, nhìn chăm chú nàng. Mồ hôi lạnh, theo Duẫn Mính vậy tuyệt đẹp gương mặt tuột xuống. Long thần thấy vậy, cắn răng một cái, thân hình chớp mắt, chắn Duẫn Mính trước người, thay nàng chặn lại những ánh mắt kia mang tới áp lực. Hắn âm thầm cầu nguyện, đây là thần quang nghi thức, những cường giả kia, hẳn vẫn là phải điểm mặt chứ. Sẽ không ở đây loại trường hợp, tùy tiện cướp lấy những tông môn khác nữ đệ tử chứ. Có thể, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu, không biết xấu hổ người, không phải sao. Ngay tại lúc này, một người mặc lên ấn một đạo kỳ dị hình người loãng trường bào màu xám, vóc người to lớn, hơi thở dương cương, cổ đồng màu da, mặt mũi cương nghị anh tuấn, hai tròng mắt sạch bóng bắn ra bốn phía, giống như một chuôi xuất khiếu lợi kiếm giống vậy chàng thanh niên, trên mặt mang hơi có vẻ bá đạo nụ cười, hướng Long Nguyên Tông chỗ ở phương hướng đi tới. Long thần các người, nhìn cái này đi tới nam tử, nhưng là con ngươi run lên. Thân thể, cũng không tự chủ được phát run. Tôn Vô Vọng, lại là Tôn Vô Vọng à. Người này, ở thần quốc, đồng dạng là một người tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt à. Tôn Vô Vọng, một cùng tông môn cuồng cốt môn chân truyền thứ nhất, có chí tôn thần thể một trong, đấu chiến thánh thể trình độ cao nhất yêu nghiệt, thậm chí tự phong kim cương đấu đế Tôn Vô Vọng. Đế cái từ này, cũng không phải là người bình thường có thể phong. Càng không phải là chảm ách cảnh cường giả có thể tùy tiện dùng. Mà Tôn Vô Vọng tu vi là chảm ách bốn tầng thiên. Có thần thể chảm ách bốn tầng thiên, cũng có thể tùy tùy tiện tiện vượt cấp giết giống vậy chảm ách tầng năm thiên thậm chí còn mạnh hơn tồn tại à. Vô danh chính là ví dụ tốt nhất. Nghe nói, ở đấu chiến thánh thể gia trì dưới, chiến lực không cách nào nhìn thẳng. Nếu không phải, Tôn Vô Vọng ở thần quốc ra tay số lần không nhiều, chiến tích ít nói, tất nhiên danh chấn thần quốc. Mà lúc này, đất man hoang lên, không thiếu cường giả thấy Tôn Vô Vọng đi về phía Duẫn Mính, đều là rối rít thu hồi ánh mắt, bọn họ không muốn trêu chọc Tôn Vô Vọng, càng không muốn trêu chọc cuồng cốt môn. Cuồng cốt môn người, có cái đặc điểm, chiến đấu, không muốn sống. Cuồng cốt môn bên trong, thể tu rất nhiều, thể tu sinh mệnh lực, lực phòng ngự, đều không phải là vậy tu võ người, có thể so sánh được, cho nên, bọn họ có điên cuồng, liều mạng vốn. Lại là Tôn Vô Vọng, lần này, con rồng này Nguyên Tông, phải thảm. Nghe nói, Tôn Vô Vọng ra tay số lần rất ít, nhưng,
chọc tới hắn thế lực, kết quả cũng vô cùng thảm, cơ hồ, đều bị diệt tông diệt tộc. Người phụ nữ kia, quả thật rất đẹp, nhưng, thực lực vậy quả thật không nhìn nổi, phụ nữ như vậy, chỉ có thể là người đàn ông phụ thuộc thôi, không có lựa chọn quyền lực. Long Nguyên Tông, mang phụ nữ như vậy tới tham gia thần quang nghi thức, thật là, chính là ở tự tìm cái chết. Long thần nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Tôn Vô Vọng, con người điên cuồng run rẩy, hắn cố đè xuống nội tâm sợ hãi, hướng về phía Duẫn Minh nói nhỏ, người đàn ông này, mạnh vô cùng. Một hồi, để cho ta nói chuyện, muôn ngàn lần không thể chọc giận người này. Đặc biệt, là ở thần cực tông đến đất man hoang này trước. Nói xong, Long thần mình đều là có chút thấp thỏm, dẫu sao, cuồng cốt môn và thần cực tông, mặc dù giống vậy đứng hàng một nhóm thế lực, nhưng... Cuồng cốt môn, nhưng mà một nhóm thế lực trong địa vị vượt qua thần cực tông tồn tại à. So đội sổ thần cực tông, có thể nói là mạnh một cấp bậc. Cho dù, thần cực tông tới, thật sự có chắc chắn, có thể đè ép được cái này Tôn Vô Vọng sao? Duẫn Minh lúc này, mặt đẹp cũng là một phiến trắng bệch, nghe vậy, khẽ gật đầu, nàng không nhận biết Tôn Vô Vọng, nhưng, nàng có thể cảm nhận được Tôn Vô Vọng có bao kinh khủng. Chỉ là nhìn Tôn Vô Vọng đi tới bóng người, thật là, cũng muốn sụp đổ. Duẫn Minh, mặc dù vậy rất kiêu ngạo, nhưng mà, kiêu ngạo không phải ngu. Đối mặt Tôn Vô Vọng như vậy cường giả, nói bậy bạ, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Rất nhanh, Tôn Vô Vọng liền đi tới Long Nguyên Tông chỗ ở vị trí. Hắn thân cao hơn 2 mét, so Long Thần, cao hơn chừng một cái đầu. Hắn mắt nhìn xuống đứng ở Duẫn Minh trước người Long Thần. Ánh mắt lạnh như băng. Long thần nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, mở miệng nói, Tôn công tử, ngài tới chúng ta Long Nguyên Tông nơi này, là có chuyện gì không? Tôn Vô Vọng nhìn Long thần, chỉ nói một chữ. Một cái, vô cùng bá đạo chữ. Cút! Long Nguyên Tông mọi người, đều là trong lòng run lên. Bọn họ không dự định, thật có thể ngăn lại Tôn Vô Vọng, nhưng, ít nhất có thể dựa vào lời nói. Chỉ hoãn chốc lát thời gian chứ. Mà Tôn Vô Vọng, lại là bá đạo đến loại trình độ này. Nói, cũng không muốn nhiều lời một câu, tiếc chữ như kim, chỉ nói một cái cút chữ. Cái này, để cho người làm sao tiếp à? Long thần nghe được cái này cút chữ sau đó, trong cơ thể máu tươi cuồng trào, da đầu tê dại, ngay tức thì, liền bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn há miệng một cái, tựa hồ, còn muốn nói gì? Nhưng ngay khi hắn há mồm nháy mắt tức thì, Tôn Vô Vọng, ánh mắt run lên. Hắn, ghét nhất, chính là người khác nói quá nói nhảm nhiều. Bảo ngươi cút, ngươi liền cút, còn muốn mở miệng. Cầm ta Tôn Vô Vọng nói, không coi vào đâu sao. Ầm một tiếng, một đạo chói mắt kim quang, từ Tôn Vô Vọng quanh thân bốc lên. Chí tôn thần thể một trong đấu chiến thánh thể người có, vậy vô cùng đặc biệt, cường hãn. Thậm chí làm cho hơn một hai cùng tông môn cường giả, cũng cả kinh thất sắc hơi thở, mãnh liệt đi. Mọi người chung quanh, đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hơi thở này, nghịch thiên. Hơi thở bên trong, ẩn chứa vô cùng chiến ý. Cơ hồ, đều phải thực chất hóa liền à. Cho dù, bọn họ không có trực tiếp đối mặt, chỉ là tán toát ra một món kim quang, sẽ để cho vùng lân cận hạng ba, thậm chí hai cùng tông môn mọi người. Gặp nạn lấy tiếp nhận cảm giác. Phốc, Long thần thân là Long Nguyên Tông thiếu tông chủ, nhìn như mặc dù trẻ tuổi, trên thực tế, tuổi tác cũng có mấy ngàn tuổi, tu vi đồng dạng không kém. Nhưng lúc này, ở ước chừng thả ra hơi thở Tôn Vô Vọng trước mặt, lại là một tia một hào sức đề kháng cũng không có. Long thần miệng phun máu tươi, cả người phát ra xương cốt gãy lìa vỡ vang lên tiếng, thân thể giống như đoạn tuyến con diều vậy, bị hơi thở này. Đánh vào được hướng phía sau bay ngược, ngay chớp mắt, liền bay qua chín nhóm thế lực chỗ ở vị trí. Long Nguyên Tông Tông chủ Long Dương, thấy vậy mắt chừng sắp nứt, tâm đảm tất cả bể, mình duy nhất con trai cục cưng, chỉ như vậy, ở trước mặt hắn bị người bị thương nặng à. Nhưng mà, Long Dương mặc dù bên trong tim đều bị lửa giận đốt thành cho tàn, sát ý ở lớn não bên trong, vô hạn bành trướng trước, cả người bắp thịt, căng thẳng đến không thể lại căng thẳng. Cũng không dám lộ ra, chút nào oán hận dáng vẻ. Hắn cũng coi là làm chứng thần quốc lịch sử đồ cổ, nhưng mà, hắn biết mình thực lực, hòa bột trước cái này có chí tôn thần thể, không vượt qua 100 tuổi thiên tài, khác xa lắc xa lơ.
Đối mặt Tôn Vô Vọng, Long Dương sẽ không so Long Thần quá nhiều thiếu. Mới vừa rồi Tôn Vô Vọng bộc phát ra hơi thở, hắn mặc dù có thể ngăn cản. Hơn nữa tu vi vậy cao hơn Tôn Vô Vọng, nhưng là hắn không dám ra tay. Không dám đắc tội Tôn Vô Vọng thế lực sau lưng. Quá khủng bố. Một khắc sau, Long Dương thân hình một cái chớp động, liền đuổi kịp bị đánh bay Long Thần, nhìn hơi thở uể oải, cả người máu tươi, ý thức đều đã mơ hồ nhi tử, đau lòng được, đều phải rơi lệ. Mà Duẫn Mính, nhìn trước mặt Tôn Vô Vọng, ý thức cũng muốn sụp đổ à. Cái này, vẫn là người sao? Tôn Vô Vọng nhìn Duẫn Mính, thần sắc, ngược lại là hòa hoãn một phần, thậm chí, còn mang theo vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía Duẫn Mính mỉm cười nói, vị tiên tử này, lễ độ, tại hạ cuồng cốt môn Tôn Vô Vọng, có thể hay không thỉnh giáo tiên tử phương danh. Đất man hoang lên mọi người nghe vậy, không khỏi sững sốt một chút. Cái này Tôn Vô Vọng, đối với đàn bà lại khá là lễ độ. Có thực lực, đối với đàn bà lại thích, cái này, cũng quá xuất sắc chứ. Ở Tôn Vô Vọng hiện ra thực lực sau đó, không thiếu cô gái, đều là vô cùng là hâm mộ nhìn Duẫn Mính, nếu như, Tôn Vô Vọng cùng các nàng nói như vậy nói mà nói, các nàng, đều đã dán đến Tôn Vô Vọng trên người chứ. Duẫn Mính, tự nhiên sẽ không dán đến Tôn Vô Vọng trên mình. Bất quá lúc này cũng là sắc mặt có chút mất tự nhiên mở miệng nói, ta kêu Duẫn Mính. Tôn Vô Vọng, quả thật rất ưu tú, bất quá, Duẫn Mính sở dĩ nói cho chính hắn tên chữ, tự nhiên không phải bởi vì vừa ý Tôn Vô Vọng. Ở nàng trong lòng, vĩnh viễn, cũng chỉ có một người đàn ông. Vậy, chính là Diệp Thần. Chỉ là dưới mắt, nếu, Long Thần đã thất bại, cũng chỉ có thể dựa vào mình, kéo dài thời gian. Nàng không khỏi được. Ở trong lòng cầu nguyện. Diệp Thần, ngươi nhanh lên một chút xuất hiện à. Duẫn Mính. Tôn Vô Vọng suy ngẫm một chút danh tự này, cười nói, tên rất hay. Vừa nói, Tôn Vô Vọng đột nhiên vô cùng chân thành nhìn Duẫn Mính mở miệng nói, Duẫn cô nương, ta Tôn Vô Vọng đối với ngươi, vừa gặp nghiêng tim, nếu như, ngươi không có người thích, có thể hay không, suy tính một chút tại hạ. Tôn Vô Vọng người này, bá đạo, đúng là bá đạo, đồng thời, vậy đặc biệt được tùy tính, căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên tắc, nếu như Duẫn Mính, đã có người thích, hắn, mặc dù sẽ không bỏ rơi, nhưng cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng đối phương. Nhưng mà, không có ai biết Tôn Vô Vọng là dạng người gì à. Duẫn Mính hơi thấp xuống đầu, không nói một lời. Nàng lo lắng, tự mình nói ra Diệp Thần tên chữ, không chỉ có sẽ đắc tội liền Tôn Vô Vọng. Để cho nàng lo lắng, là sẽ liên lụy đến Diệp Thần. Ngày đó, Hoa Thần Tân và Diệp Thần, không phải là vì vậy, mới nổi lên xung đột sao. Nàng đối với Diệp Thần, mặc dù vô cùng tín nhiệm, không nhận là Diệp Thần sẽ thua ở Tôn Vô Vọng, nhưng là, thần quang nghi lập tức phải bắt đầu à. Lúc này tiến hành chiến đấu, nếu như bị thương, ảnh hưởng đến kế tiếp thần quang nghi thức, làm thế nào? Duẫn Mính tuyệt không hy vọng thấy Diệp Thần bởi vì mình, mà ảnh hưởng đến vốn nên vô hạn tương lai huy hoàng. Nhưng, Duẫn Mính nghĩ như vậy, những người khác, cũng không muốn như vậy à. Duẫn Mính hiện tại trên danh nghĩa, là Long Nguyên Tông người, nếu như nàng không muốn nói ra Diệp Thần tên chữ, mà là mình cự tuyệt Tôn Vô Vọng mà nói, càng có thể, chọc giận Tôn Vô Vọng, hơn nữa, còn rất có thể mệt mỏi đạt tới Long Nguyên Tông mọi người à. Một người Long Nguyên Tông cô gái, run rẩy địa đối trước Tôn Vô Vọng mở miệng nói, cái này, vị này Duẫn cô nương, là thần cực tông, Diệp Thần Diệp công tử người phụ nữ. Nói ra Diệp Thần, Tôn Vô Vọng còn có thể kiêng kỵ Diệp Thần thực lực và bối cảnh, mà lui bước, không phải sao. Hơn nữa, coi như giàu gì, chí ít, cũng có thể cầm phiền toái, chuyển tới Diệp Thần bên kia. Long Nguyên Tông đệ tử, mặc dù đối với Diệp Thần, cũng là vô cùng kính sợ, nhưng mà lại kính úy, vậy không sánh bằng hiện tại đứng ở bọn họ trước mắt khủng bố người đàn ông à. Coi như, đồng dạng là chết, cũng có thể chết chậm một ít, không phải sao. Mà mọi người chung quanh nghe vậy, nhưng là rối rít, lộ ra cổ quái thần sắc. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Trước đoạn thời gian, bọn họ không phải mới vừa nghe qua Diệp Thần danh tiếng sao. Thật giống như, cũng là bởi vì là một cái cô gái vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ kia kêu Lâm Nhã Cầm.
mà cùng Hoa Thần Tân mâu thuẫn, một kiếm chém chết Hoa Thần Tân, nổi danh thần quốc. Mọi người không khỏi lộ ra vô cùng hâm mộ, không dám tin tưởng ánh mắt. Cái này Diệp Thần, bên người rốt cuộc có nhiều ít cực phẩm cô gái à? Diệp Thần, có thể Tôn Vô Vọng, nhưng là khẽ cau mày, lại một bộ chưa từng nghe qua cái tên này hình dáng. Ở hắn ấn tượng bên trong, đương kim thần quốc yêu nghiệt, thật giống như không có, Diệp Thần cái tên này à? Quái, chỉ có thể trách Diệp Thần quật khởi được quá nhanh, mà Tôn Vô Vọng, ở Diệp Thần quật khởi vậy đoạn thời gian, vừa vặn đang bế quan bên trong, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Cho đến ngày hôm nay, thần quang nghi thức mở trước, mới xuất quan. Hơn nữa, hắn đối với chuyện của người khác hành động, danh tiếng, từ trước đến giờ không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi phải hỏi nói, cái này Diệp Thần, lại là người nào? Rất ưu tú. Hắn muốn đến, chỉ có trình độ cao nhất ưu tú yêu nghiệt, mới xứng với, duẫn mính cái này loại người đẹp. Mọi người ở đây, cũng không biết nên trả lời như thế nào lúc đó, bỗng nhiên, dựa vào chấn thần tháp gần đây một cây to lớn chùm tia sáng, đột nhiên, ánh sáng sáng choang. Mấy đạo thân ảnh, ở chùm tia sáng bên trong hiện lên. Ngay tại lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, từ Tôn Vô Vọng sau lưng vang lên, ta, chính là Diệp Thần. Lúc này, một tên chàng thanh niên, đứng ở Tôn Vô Vọng sau lưng, thần sắc lãnh đạm, không phải Diệp Thần, còn có ai? Diệp Thần, rốt cuộc đã tới. Hắn ánh mắt, rơi vào Tôn Vô Vọng trên mình, mới vừa rồi, từ thần trụ truyền tống đến đây thời điểm, vừa vặn nghe gặp, Tôn Vô Vọng hỏi câu nói kia. Long Nguyên Tông mọi người, thấy Diệp Thần hiện thân, đều là một hồi kích động. Cứu tinh của bọn họ, rốt cuộc đã tới. Diệp công tử, ngài tới rồi. Diệp công tử, vị này Tôn công tử, muốn phải biết Duẫn cô nương. Diệp công tử tới, quá tốt. Mà lúc này, Long Dương vậy mang rồng bị thương thần, trở lại Long Nguyên Tông trận địa. Tôn Vô Vọng xoay người, nhìn về phía sau lưng Diệp Thần, trong mắt, nhưng là thoáng qua vô cùng là đậm đà vẻ cổ quái. Hắn, sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Thái hư cảnh. Hắn vốn cho là cái này Diệp Thần chỉ ít chạm ách tầng năm thiên. Lại không nghĩ rằng mới thái hư cảnh. Loại người này, cũng có thể xứng với Duẫn cô nương như vậy tiên tử sao? Hắn thật không biết, Duẫn cô nương vừa ý tên mặt trắng nhỏ này điểm nào. Đối với Tôn Vô Vọng mà nói, Duẫn minh phối Diệp Thần, chính là hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Chính là phí của trời à. Hắn, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, dần dần bất thiện. Mà Diệp Thần, nghe được Long Nguyên Tông mọi người lời nói, lại thấy bị mang trở về Long Thần sau đó, ánh mắt, cũng là băng lạnh xuống. Mà lúc này, phục qua đan dược, miễn cưỡng có thể nói chuyện Long Thần, lại là không để ý thương thế, vùng vẫy quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, cúi đầu, mặt đầy xấu hổ địa đối trước Diệp Thần khàn khàn nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, ta bất lực. Hắn nói, dĩ nhiên là không đỡ hạ Tôn Vô Vọng. Tôn Vô Vọng thấy vậy, nhướng mày một cái, con rồng này thần mặc dù rác dưới, nhưng tu vi cũng không tệ. Cho một cái thái hư võ giả quỳ xuống. Bất quá, một khắc sau, hắn chân mày, liền giãn ra. Con rồng này nguyên tông người, hẳn, là muốn cậy thế cái này thần cực tông bối cảnh chứ. Chỉ có phế vật, mới thích dựa lưng cảnh. Diệp Thần nhưng là vung tay lên, một quả màu máu đan dược bắn về phía Long Thần, nhàn nhạt nói chuyện không liên quan ngươi. Người đã tận lực. Long Thần cũng đã làm trọng thương, còn muốn trách tội. Chẳng lẽ, nếu không phải là Long Thần chết, mới có thể. Diệp Thần, không phải người như vậy. Hắn từ trước đến giờ, ân oán rõ ràng. Bỏ mặc ban đầu, Long Thần đối với hắn, là thái độ gì, hiện tại, Long Thần, chính là ở là hắn làm việc. Hơn nữa, coi như tận tâm tận lực. Như vậy, Diệp Thần liền sẽ đem Long Thần làm người mình đối đãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Thần giúp hắn làm việc thời điểm bị thương. Vậy, hắn Diệp Thần thì phải quản. Diệp Thần hướng về phía Tôn Vô Vọng, lạnh như băng nói, đây là ngươi đánh. Tôn Vô Vọng nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó cười. Có ý tứ, qua có ý tứ, một cái thái hư cảnh chất vấn hắn tới. Tôn Vô Vọng đón Diệp Thần ánh mắt, không khỏi được cười khẩy nói, không sai,
là ta đánh, người muốn thế nào? Muốn thế nào? Diệp Thần khóe miệng, nâng lên một nụ cười, ngươi, là trẻ con 3 tuổi. Không biết nên làm cái gì, có phải hay không, còn muốn ta chỉ ngươi? Ừ. Hắn giọng, bỗng nhiên nghiêm nghị xuống nói, đánh người, dĩ nhiên là phải nói xin lỗi. Tĩnh mịch. Cái này Chấn Thần Tháp chỗ ở đất man hoang, lâm vào tĩnh mịch. Mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thật ngông cuồng, quá tự tin. Lại đang cái này thần quang nghi thức, mở trước, đối với có đấu chiến thánh thể tôn vô vọng, lên tiếng dạy bảo, giễu cợt. Cái này, là cầm mình tiền đồ, đang đánh cuộc à. Một cổ thông thiên chiến ý, từ tôn vô vọng trong cơ thể bùng nổ, nương theo, là vô cùng vô tận lửa giận. Tôn vô vọng người này, mặc dù, coi như có nguyên tắc, khá vậy vô cùng là hết sức sĩ diện hảo. Hắn ghét nhất, người khác lấy dạy dỗ giọng đối với hắn nói chuyện. Hiện tại, lại đang cơ hồ toàn bộ thần quốc thế lực lớn nhỏ trước mặt, bị một cái thái hư phế vật, chạm đến nghịch lân. Cái này, để cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Thú vị, tôn vô vọng cả người kim quang lượn lờ, chiến ý cháy, an nhược chín tầng trời giáng thế chiến thần vậy, bức thị Diệp Thần nói, ngươi, là cái đầu tiên, dám dùng loại giọng nói này, nói chuyện với ta người. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi mới vừa rồi, làm một kiện rất ngu chuyện. Phải không? Diệp Thần uy nghiêm cười một tiếng, trên gương mặt, thoáng qua một đạo tà tính, dùng ngươi loại giọng nói này, nói chuyện với ta người, ngược lại là rất nhiều. Chỉ tiếc, không có một người, có thể còn sống. Một khắc sau, chói mắt kim quang, từ tôn vô vọng quanh thân bùng nổ, cổ tay hắn lộn một cái, nắm một chuôi hơi thở cổ xưa, mang cuồn cuộn sát khí ô kim trường côn bên trên, khắc rõ không đếm xuể huyền ảo phù văn, xuất hiện ngay tức thì, lại là để cho chung quanh không gian, hơi vặn vẹo, nhìn như, cực kỳ trầm trọng. Diệp Thần con người có giúp một cái này trường côn, bất ngờ là một chuôi vượt xa cổ khí vũ khí. Thậm chí có thể là tuyệt khí. Hắn mặc dù có y thuật từ đế lâm thành tông chủ trên tay đổi lấy hai chuôi tuyệt khí. Nhưng là vậy tuyệt khí có chút vấn đề, là không lành lặn, còn không bằng cổ khí. Mà tôn vô vọng vũ khí đủ để làm một nhóm thế lực chấn tông pháp khí à. Cuồng thiên phân vân côn. Tôn vô vọng khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực, cùng vậy vô cùng chiến ý. Hòa làm một thể, cả người bắp thịt bên trong, kim quang dòng nước chảy, lực lượng điên cuồng bành trướng, một côn đảo ra, như thần long sông lên tiêu, thẳng treo trên ngân hà. Cái này Chấn Thần Tháp chỗ ở đất man hoang, không gian, quy luật chi vững chắc, càng ở thần quốc bên trên. Có thể, tôn vô vọng một côn này hoành ra, nhưng làm cho cả mặt đất, cũng làm run rẩy. Mọi người thấy vậy, đều là vô cùng chấn động tùng. Cho dù là những cái kia một cùng tông môn cường giả, thiên tài, cũng là giống vậy lộ ra khó tin thần sắc. Cuồng thiên phân vân côn, giống vậy, là thần quốc tiếng tăm lừng lẫy võ. Nghe nói, môn vũ kỹ này, truyền từ cuồng cốt môn khai tông lão tổ. Phẩm cấp nửa bước viễn cổ cấp, năm đó, cuồng cốt môn, còn không kêu cuồng cốt môn, chỉ là một yên lặng không nghe thấy thể tu môn phái, thể tu lên cấp, xa tỷ võ tu khó khăn được hơn. Cho nên, cuồng cốt môn, một mực bị võ tu thế lực, dẫm ở dưới chân. Đây là, cuồng cốt môn bên trong, ra đời một người cực kỳ tươi đẹp yêu nghiệt, một ngày cơ duyên xảo hợp dưới, mắt thấy một đầu cực kỳ kinh khủng thần bí cự viên, tay cầm thạch bổng, đối không cuồng vũ, trong chốc lát phúc tới tâm linh, ngộ ra được võ đạo chân ý. Lấy cái này cự viên múa côn chiêu thức làm trụ cột, tự chế một môn côn pháp, từ nay về sau, điên cuồng vượt cấp. Dẫn cuồng cốt môn, cường thế quật khởi. Cũng đem tông môn, chính thức đổi tên cuồng cốt môn. Mà đây bộ côn pháp, chính là cuồng thiên phân vân côn. Mấu chốt nhất là, cái này bộ côn pháp, vô luận là ý cảnh, chiêu thức, lại cũng cùng tôn vô vọng bản thân hơi thở, vô cùng phù hợp. Cuồng thiên phân vân côn, ở tôn vô vọng trong tay, thậm chí, so ở cùng cảnh giới cuồng cốt môn lão tổ trong tay, kinh khủng hơn rất nhiều chứ. Những cái kia hai cùng tông môn trưởng lão cùng uy tín lâu năm cường giả, đều là sắc mặt ngưng trọng, một côn này, thậm chí có thể đối với bọn họ, tạo thành mấy phần uy hiếp. Liên liên Diệp Thần, cũng là ánh mắt chớp mắt, có hơi kinh ngạc. Đây chính là, chí tôn thần thể một trong, đấu chiến thánh thể. Quả nhiên mạnh mẽ.
hắn cảnh giới võ đạo, cùng với đối với lực lượng lĩnh ngộ, cũng kém không nhiều vượt qua thần quốc tầng thứ. Lúc này, hắn có thể rất rõ ràng được cảm nhận được, theo Tôn Vô Vọng tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng, linh lực cường độ, thậm chí thân thể tố chất, mỗi cái phương diện, cũng đang điên cuồng tăng lên. Phối hợp cái này côn pháp, hỗ trợ lẫn nhau, khoảnh khắc bây giờ, liền đem đấu chiến thánh thể uy năng, hoàn toàn sáp nhập vào võ bên trong. Một côn này oai, tổng hợp tới xem, đã đột phá cực cao tầng thứ. Tôn Vô Vọng, so với Hoa Thần Tân, càng kinh khủng hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, cầm Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, lăng tiêu võ ý, tuyệt mạnh phóng thích. Linh Ma Chu Thiên Kiếm. Một kiếm ra. Kiếm quang trong phút chốc lóng lánh đúng phiến man hoang mặt đất, một kiếm này, đồng dạng cũng là Diệp Thần trình độ cao nhất. Phá thiên lực, lăng tiêu võ ý, lục đạo kiếm ý, thậm chí, liền cấm linh pháp thể, vậy một chút đem lực lượng ngưng tụ lực lượng, đều đem ra hết. Một khắc sau, kiếm côn đụng nhau. Thời gian không gian, cũng phảng phất có sát na tan vỡ. Rất nhiều hai ba nhóm thế lực tông chủ, đồng thời nhướng mày một cái, lại không hẹn mà cùng ra tay. Tại sao phải ra tay? Nếu như bọn họ không ra tay, hai người giao thủ tạo thành dư âm, sợ rằng phải cuốn sạch toàn bộ đất man hoang, để cho vô số tham gia thần quang nghi thức thần quốc võ giả trọng thương không dậy nổi. Cái này hai người, mặc dù trẻ tuổi, cũng đã cực kỳ khủng bố. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không không ngừng bể tan tành, mất đi hơi thở, điên cuồng phóng thích, thậm chí, đều đưa vậy chấn thần tháp dẫn động. Chấn thần tháp bên trên, bắn ra một tia sáng trắng, đem không gian bình phục. Mà một đạo thân ảnh, nhưng là cực nhanh rơi xuống, đập về phía mặt đất đung đưa, bụi khói tràn đầy cuốn, trên đất, hiện ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Sâu không thấy đáy. Lúc này, bầu trời bên trong, chỉ có một người nam tử, tay cầm trường kiếm màu xanh, vô căn cứ đứng. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Tên kia bị đánh nhập lòng đất, không thể nghi ngờ, chính là Tôn Vô Vọng. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Một kiếm. Lại là một kiếm liền giải quyết. Diệp Thần lúc này, mặc dù cầm kiếm cái tay kia, máu tươi đầm đìa, thậm chí có chút xương trắng hiển lộ, nhưng mà so sánh Tôn Vô Vọng tốt lắm quá nhiều à. Cho dù đối mặt cái này loại nghịch thiên vũ khí, nửa bước viễn cổ cấp võ, cộng thêm chí tôn thần thể người có, lại, vẫn thắng. Mà lúc này, Diệp Thần nhìn cái hầm kia động, nhưng vậy không có ý động thủ. Bởi vì hắn khí tức trong người cực kỳ rối loạn. Hắn vậy bị thương. Vô Vọng, cuồng cốt môn trưởng môn, kêu lên một tiếng, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở vậy chỗ sâu bên bờ. Một cái máu tươi đầm đìa bàn tay, từ hắc ám bên trong đưa ra. Tôn Vô Vọng, chậm rãi leo ra ngoài cái hầm kia động, giống như một cái người máu. Vô Vọng ngươi như thế nào? Cuồng cốt môn trưởng môn nhìn Tôn Vô Vọng, nhưng là vô cùng đau tim, Tôn Vô Vọng là đệ tử của hắn, thần quang nghi thức trước, bị tổn thương nặng như vậy, đối với tiền đồ, đều là sẽ có ảnh hưởng à. Hắn chợt vừa quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỗn độn cảnh hơi thở, trình độ cao nhất bùng nổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trước người, giống vậy bóng người trước mắt, Ngọc Chân Tử lạnh lùng nhìn cuồng cốt môn trưởng môn Hoắc Suối nói, Hoắc huynh, ngươi, đây là sẽ đối ta đệ tử xuất thủ không? Ngươi như động đệ tử ta, ta Ngọc Chân Tử cho dù chết, cũng phải hủy ngươi cuồng cốt môn. Nháy mắt tức thì, Ngọc Chân Tử hơi thở cuồng trào. Hoắc Suối thần sắc băng lạnh xuống, chính yếu nói, có thể đứng ở sau lưng hắn Tôn Vô Vọng, lên tiếng. Sư phụ, ta không có sao. Dứt lời, hắn còn đối với trước Diệp Thần nói, đa tạ. Đa tạ. Mọi người có chút nghi ngờ, Tôn Vô Vọng, tại sao đối với Diệp Thần nói cảm ơn. Tiếp theo, Tôn Vô Vọng đi về phía Long Thần, cúi người xuống bồi lễ nói, vị huynh đài này, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi không nên phiền lòng. Hắn biết, nếu không phải mới vừa rồi Diệp Thần nương tay, mình đã chết. Ở một chớp mắt kia, Diệp Thần lực lượng đến cực hạn thời điểm, cuồng võ bá chủ từng có xuất thủ ngay tức thì. Nhưng bị Diệp Thần cản trở. Vậy tuyệt mạnh hơi thở tiêu tán, ở Tôn Vô Vọng xem ra, dĩ nhiên là Diệp Thần thu tay lại. Hắn sở dĩ nói xin lỗi, là từ đối với cường giả tôn trọng. Nói cách khác, hắn bị Diệp Thần khuất phục, hiện tại,
Hắn hồi tưởng lại Diệp Thần một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, linh hồn còn đang khẽ run. Tôn Vô Vọng có chút ngây ngốc dáng vẻ, nói, không việc gì, đều là hiểu lầm. Trong sân, lại là một hồi yên lặng. Cứ như vậy, kết thúc. Cái này Tôn Vô Vọng, lại là dễ dàng như vậy khuất phục. Điều này sao có thể? Không phải nói, chọc tới Tôn Vô Vọng người, cũng sẽ rất thảm sao? Không phải nói, cuồng cốt môn người, chiến đấu, cũng là tên điên sao? Làm sao gặp phải Diệp Thần, liền toàn đều thay đổi. Người ở chỗ này, dĩ nhiên cũng không là người ngu, rất nhiều người rõ ràng, Tôn Vô Vọng, tuyệt không phải cái gì hiền lành. Hắn sở dĩ chịu cúi đầu, nói xin lỗi, là bởi vì là... Diệp Thần, quá khủng bố, quá yêu nghiệt, Tôn Vô Vọng, nhưng không thèm để ý mọi người cái nhìn, trực tiếp về đến cuồng cốt môn chỗ ở vị trí, đồng thời, cũng không quay đầu lại hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, lần này là ta thua. Nhưng lần sau tái chiến lúc đó, ta, sẽ không lại thua. Diệp Thần nhìn Tôn Vô Vọng hình bóng, khẽ mỉm cười nói, người này, tâm tính ngược lại không tệ. Đúng mực, có mấy phần cường giả phong độ. Diệp Thần mới vừa rồi, sở dĩ không có mượn dùng cuồng võ bá chủ lực lượng, là bởi vì là, Tôn Vô Vọng một côn đánh ra thời điểm, hắn nhìn ra được, đối phương, cũng không có mang sát ý. Diệp Thần mặc dù gần đây lãnh khốc, nhưng cũng không phải cái gì là máu đồ, đánh một trận đấu, thì phải lấy tánh mạng người ta, đại đa số thời điểm, là đối phương muốn giết hắn, mà chết ở trong tay hắn. Hắn nhìn trên tay thương thế, khôi phục tốc độ tựa hồ vô cùng là chậm chạp, trong lòng, không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cái này Tôn Vô Vọng, rất mạnh. Mình mới vừa rồi một kiếm kia, mang cực mạnh võ đạo ý vận, bất quá, cũng chỉ là so với cái này Tôn Vô Vọng công kích, mạnh một phần thôi. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, xem ra, hiện tại hắn vẫn không thể buông lỏng, nếu không, nói không chừng thật sẽ bị đuổi kịp. Mà lúc này, Trấn Long Điện phương hướng, một người đầu đầy tóc đỏ chàng thanh niên, nhìn Diệp Thần, đầy mặt vẻ khiếp sợ, đồng thời, sắc mặt cũng là xanh mét một phiến, vô cùng khó coi. Tên nam tử này tử, xem mặt mũi, lại là cùng biển máu rồng thần hoa thần tân, hiểu rõ phần tương tự. Hắn tên chữ. Gọi là Hoa Cảnh Đào, là Hoa Thần Tân đệ đệ ruột. Hắn tư chất, cũng là vô cùng nghịch thiên, thậm chí, ở Trấn Long Điện lời đồn đãi, Hoa Cảnh Đào chỉ là làm người tương đối khiêm tốn mà thôi, thực lực chân thật, vẫn còn ở Hoa Thần Tân trên. Sự thật, vậy đúng là như vậy. Hai huynh đệ bọn họ, cảm tình cực tốt. Lúc đó, Hoa Thần Tân cùng Hoa Cảnh Đào, phụ mẫu đều mất, một mực ở thần quốc lưu lạc. Khi đó, sinh hoạt vô cùng gian khổ, mỗi ngày đều có thể nói là kéo dài hơi tàn, mà ở loại cuộc sống này bên trong, chiếu cố hắn, vẫn là sống nương tựa lẫn nhau ca ca Hoa Thần Tân. Biết ca ca tin chết sau đó, Hoa Cảnh Đào thật là thống khổ, tức giận được đều phải bị sát ý căng bể. Cơ hồ thì phải trực tiếp giết tới thần cực tông. Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, vậy giống vậy cực hận thần cực tông và Diệp Thần. Bàn về thực lực. Thần cực tông căn bản không cách nào cùng Trấn Long Điện so sánh. Chỉ bất quá, cùng là một nhóm thế lực, nhưng thì không cách nào tùy tiện phát động chiến tranh, nếu không, toàn bộ thần quốc, cũng sẽ cuốn vào, thần minh và cái khác một nhóm thế lực, vậy tất nhiên sẽ ngăn cản. Bạch Ngọc Hoàng, khuyên ở Hoa Cảnh Đào, tùy tiện tiến vào thần cực tông địa bàn, không ổn. Bất quá, cũng may, lập tức là thần quang nghi thức. Nghe nói cái này Diệp Thần. Cực kỳ kiêu ngạo, ha ha, thần quang trong nghi thức, nếu là đúng hắn làm nhục khiêu khích, hắn nhịn được sao? Chỉ cần Diệp Thần vừa động thủ, vậy Trấn Long Điện cùng thần cực tông, liền đều không cách nào tùy tiện nhúng tay đệ tử tranh đấu. Bạch Ngọc Hoàng nói cho Hoa Cảnh Đào, đây chính là báo thù cơ hội. Hoa Cảnh Đào từ khi đó dậy, liền một lòng chờ đợi thần quang nghi thức đến ngày hôm đó, suy nghĩ tìm Diệp Thần trả thù. Dùng Diệp Thần máu. Lễ truy điệu ca ca trên trời có linh thiêng. Nếu như mới vừa rồi, không có Tôn Vô Vọng cùng Diệp Thần mâu thuẫn, Hoa Thần Tân, vốn là cũng dự định cùng Diệp Thần sau khi xuất hiện, liền trực tiếp khiêu khích. Có thể, thấy được Diệp Thần vậy vô cùng kinh khủng một kiếm sau đó, Hoa Cảnh Đào, sợ hãi. Hắn, mặc dù đã bị sát ý tràn ngập tâm linh, có thể cũng không phải là, không có lý trí. Hắn biết, mình bây giờ, không bằng Diệp Thần.
Hoa Cảnh Đào chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, cắn răng nói, sư tôn, thằng nhóc này lại dễ dàng như vậy chiến thắng Tôn Vô Vọng. Trấn Long Điện Tông chủ Bạch Ngọc Hoàng thần sắc cũng là vô cùng âm trầm nói, thằng nhóc này, quả thật nghịch thiên, Cảnh Đào, nhịn nữa một lát. Bạch Ngọc Hoàng đối với Hoa Cảnh Đào tư chất, vô cùng tự tin. Cảnh Đào, muốn giết hắn, vậy phải chờ tới thần quang nghi thức, kết thúc sau đó. Người tư chất, vô cùng nghịch thiên, ở thần quang nghi thức bên trong, lấy được chỗ tốt, nhất định là vô cùng to lớn. Mấu chốt nhất là, huyết mạch ngươi. Huyết mạch ngươi, vô cùng thích hợp cái này thần quang nghi thức, rất có thể, ở nghi thức trong quá trình có cực lớn đột phá. Thậm chí, phản tổ. Phản tổ. Hoa Cảnh Đào nghe vậy, cặp mắt bên trong, lóe lên một đạo liều lĩnh vẻ. Ha ha, đúng vậy, huyết mạch của mình, có thể phản tổ à? Hắn, có gì phải sợ? Thằng nhóc này, cho dù yêu nghiệt đi nữa, thì có thể làm gì? Có thể địch nổi, phản tổ sau mình. Cái này, chính là Hoa Cảnh Đào, thậm chí có thể nói là Trấn Long Điện, lớn nhất lá bài tẩy. Cái gì là phản tổ? Phản tổ trước đề ra, là có một chút chí cường tổ mạch. Vô số sinh linh, nếu như ngược dòng hồi căn nguyên, cũng có thể, cùng những cái kia dòng rũi ở cao võ thế giới mạnh mẽ sinh linh có chút liên lạc, còn nếu là, những thứ này mạnh mẽ sinh linh, tặng truyền xuống huyết mạch, đủ đậm đà nói, như vậy, huyết mạch người có, thì có một chút phản tổ có thể. Hoa gia huynh đệ, có chính là long mạch. Sao chịu được so chân linh thiên long huyết mạch? Hoa thần tân, mặc dù có thể tạm thời hóa rồng, nhưng, thật ra thì không hề coi là chân long, chỉ là lợi dụng huyết mạch, một loại đối với tổ tiên bắt trước mà thôi. Có thể, Hoa Cảnh Đào, trong cơ thể nhưng có một chút tổ mạch. Nói cách khác, Hoa Cảnh Đào có như vậy một chút khả năng, có thể thật lột xác là long. Vậy, không phải bất kỳ bắt trước, có thể so sánh. Mà thần quang nghi thức, chính là đối với cái này loại lột xác, thích hợp nhất chất xúc tác. Hoa Cảnh Đào lạnh như băng cười nói, sư tôn nói có lý, trước hết để cho phế vật này, sống lâu lên một hồi đi, ha ha. Hoa Cảnh Đào cực kỳ có tự tin, chỉ cần phản tổ thành công, lại cho hắn 10 năm thời gian, thậm chí, liền mình sư tôn Bạch Ngọc Hoàng cũng không nhất định là đối thủ của mình. Chính là một cái Diệp Thần. Con kiến hôi mà thôi. Đến lúc đó, hắn Hoa Cảnh Đào liền sẽ trở thành là thần quốc nổi bật nhất cường giả. Diệp Thần, chỉ phối làm hắn đá lót đường. Cùng lúc đó, Trấn Thần Tháp vùng lân cận một nơi. Khoảng cách Trấn Thần Tháp khoảng cách không xa. Có thể thấy tình thế lực vậy vô cùng không bình thường. Nơi đây chính là hai nhóm thế lực Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông cố nhiên là hai nhóm thế lực, cũng là hai nhóm thế lực mạnh nhất một nhóm. Cho nên vị trí cũng là cực kỳ đến gần. Mà giờ khắc này, Lạc Hà Tông bên trong, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ đứng ngạo nghễ. Mà sau lưng hắn, Lạc Hà Tông tông chủ và rất nhiều trưởng lão, lại lộ vẻ được có chút dè đặt. Chỉ vì làm cho này cái thiếu nữ khăn che mặt là bọn họ Lạc Hà Tông nhiều năm như vậy hy vọng duy nhất. Kỳ Tư Thanh. Lạc Hà Tông tông chủ đi tới Kỳ Tư Thanh trước mặt, khẽ mỉm cười, đồ nhi, hôm nay, có lẽ chính là ta Lạc Hà Tông quật khởi lúc. Vi sư, thật quá kích động. Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh nhưng là xoay đầu lại, khẽ gật đầu một cái khăn che mặt đung đưa, lộ ra chút tuyệt đẹp mặt mũi. Nàng môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, thật ra thì, cái này thần quang nghi thức, có thể đối với ta không dùng. Lạc Hà Tông tông chủ ngẩn ra, tại sao? Cái này mỗi người đều có một lần cơ hội à? Kỳ Tư Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, không nói gì. Nàng suy nghĩ phân bay đến một cái cường giả san sát, linh khí dịch hóa thời đại. Thời đại kia là viễn cổ chư thần trận chiến bắt đầu. Có một cô gái, bước vào thần quang nghi thức. Dị tượng mênh mông. Mặt đất chấn động. Ngày đó, một cô gái ngạo nghễ quật khởi. Đạp cao nhất hải cốt phù thanh thiên bên trên. Lực một người thành lập một cái to lớn gia tộc. Để cho mọi người rõ ràng, vì sao là cân quắc không thua kém bực mày dâu. Cô gái kia, tên là Khúc Trầm Yên. Nàng là Kỳ Tư Thanh kiếp trước. Thần quang nghi thức đối với mỗi người đều có một lần cơ hội. Liền Kỳ Tư Thanh đều có chút không xác thực định, cái này nhất thế, thần quang nghi thức phải chăng đồng ý mình. Nàng từ trong suy nghĩ trở về, đối với Lạc Hà Tông tông chủ nói, sư phụ,
sự kiện kia, làm sao? Lạc Hà Tông Tông chủ gật đầu một cái, đồ nhi yên tâm, vi sư đã an bài xong xuôi. Được. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng một phương hướng đi, lẩm bẩm nói. Tên này, thật là tới nơi nào, kia cũng không thái bình. Bất quá, như vậy mới phải nha. Ngay tại lúc này, chấn thần tháp bên trong, đột nhiên lóe ra một hồi vô cùng là chói mắt ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trong, mơ hồ, có khí tức viễn cổ. Ánh sáng trắng nở rộ nháy mắt, tất cả mọi người tựa như cảm nhận được thần quốc lịch sử, vô số kinh tài tuyệt diễm võ giả cùng vực ngoại thiên ma giữa chiến đấu. Thần minh bên trong, một người ông già bay lên trời, cao giọng nói, thần quang nghi thức, sắp bắt đầu. Mời tất cả cái thế lực, chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cái thế lực trưởng môn, trưởng lão cùng cao tầng, cũng là đối môn hạ đệ tử, mặt đầy nghiêm túc tiến hành dặn dò, sau đó, liền từng cái rời đi các tông đến gần chấn thần tháp khu vực. Thần quang nghi thức, cả đời chỉ có thể tham gia một lần, bọn họ, đều đã tham gia. Tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ biết phóng túng phí quý báu năng lượng mà thôi. Một đám một nhóm thế lực cường giả, tụ tập ở một nơi đặc biệt dùng cho hội thần quang nghi thức tiến hành gác lửng bên trong. Mới vừa rồi tên kia, tuyên bố nghi thức sắp bắt đầu, tóc bạc hoa râm, ánh mắt nhưng khá là tinh khiết thần minh ông già, nhìn dưới đáy các đệ tử, hơi mỉm cười nói, lần này thần quang nghi thức người tuổi trẻ, cũng rất tốt à. Trong lầu các mọi người nhìn về phía dưới, chỉ gặp chấn thần tháp chung quanh, không hề thiếu hăm hở, vô cùng tự tin người tuổi trẻ. Không khỏi âm thầm gật đầu. Xem chấn long điện, đầu đầy tóc đỏ hoa cảnh đào, hiên viên ra một người tướng mạo có chút âm nhu quần áo trắng thiếu niên hiên viên tĩnh, cuồng cốt môn có đấu chiến thánh thể tôn vô vọng, còn có thần cực tông, được gọi là ma thần diệp thần. Những người tuổi trẻ này, đều là vô cùng là xuất sắc, có thể tái nhập thần quốc sử sách yêu nghiệt. Nếu như đặt ở vãng giới, bọn họ bên trong bất kỳ một người nào lấy ra, cũng là có thể ở thần quang nghi thức bên trong, chấn áp hết thảy, lên đỉnh đỉnh cấp thiên tài. Có thể lần này, nhưng là quần hùng tranh giành, không biết, ai sẽ trở thành là ở thần quang nghi thức bên trong, tiến bộ lớn nhất vậy một cái. Thần quang nghi thức, là thay đổi vận mạng một khắc. Rất nhiều ngày mới, vốn là kỳ cổ tương đương, ở nghi thức sau khi kết thúc, chênh lệch lại giống như thiên uyên. Gác lửng bên trong, chấn long điện tông chủ Bạch Ngọc Hoàng, đột nhiên cười nói, các vị, các người có nghe nói hay không qua, chúng ta thần quốc đã từng có một thiên tài gọi là Hướng chưa? Thiên thánh các chủ Nguyễn Tranh chân mày khều một cái nói, cái đó, ở thần quang nghi thức trước, vô cùng nghịch thiên, tu vi không cao, lại có thể điên cuồng vượt cấp, vô cùng bá đạo, hoành đè một đám thiên tài, để cho các tông con em, cũng không ngóc đầu lên được Hướng chưa? Chấn Long Điện Tông chủ cười nói, không sai, chính là hắn, cái này Hướng chưa, ở tham gia thần quang nghi thức trước, quả thật giỏi lắm, nhưng mà, tham gia thần quang nghi thức sau đó thì sao? Tiến bộ của hắn, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Có người nói, Hướng chưa mặc dù có thể gần như không cách nào hiểu vượt cấp, là bởi vì là hắn đem mình tiềm lực, đã tiêu hao hết. Vừa nói, hắn trong mắt, mang châm chọc ý nhìn về phía Ngọc Chân Tử nói, kết quả thế nào? Cái này Hướng chưa, thật ngông cuồng, đắc tội quá nhiều người, ở nghi thức kết thúc sau đó, bị những thiên tài khác, trực tiếp giết trong nháy mắt. Chết được, vô cùng thê thảm. Cho nên nói à, cái này thần quang nghi thức, mới là thần quốc những thiên tài, chân chính bắt đầu lóng lánh sân khấu à. Ngọc Chân Huynh, người có hay không cảm thấy, cái này Hướng chưa và một cái người, rất giống. Trong lầu các mọi người, đều là con ngươi hơi co lại nhìn về phía Diệp Thần. Quả thật, Hướng chưa tình huống, và Diệp Thần, vô cùng làm tướng tựa như. Chẳng lẽ, Diệp Thần, vậy sẽ bước Hướng chưa theo gót? Vậy, thần cực tông, liền là thật xong rồi. Trong tông môn, liền một cái thiên tài như vậy, hơn nữa, đối với hắn dốc vào vô số tâm huyết, tham gia xong liền thần quang nghi thức, trực tiếp đổi rác dưới. Đừng nói là rác dưới, thậm chí, liền rác dưới cũng không làm nổi. Đều không cách nào còn sống rời đi đất man hoang này à. Như vậy, Ngọc Chân Tử sợ rằng phải thật tuyệt vọng chứ. Thần cực tông thậm chí rất có thể, vì vậy chưa gượng dậy nổi, trực tiếp rớt ra một cùng tông môn hàng ngũ. Nguyên bản, thấy được Diệp Thần cường thế quật khởi, còn có lòng muốn cùng thần cực tông, đặc biệt nhích tới gần Ngọc Chân Tử một ít,
hy vọng tìm cơ hội kéo gần nhất chút quan hệ một nhóm thế lực cao tầng, lúc này, nhưng đều là lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Không người muốn cùng một cái rất có thể sa sút thế lực, liên hệ quan hệ thế nào. Bạch Ngọc Hoàng mặt lộ vẻ cười nhạt, đây cũng là hắn đối với Hoa Cảnh Đào, như vậy có lòng tin một trong những nguyên nhân. Tổ mạch, coi như thích hợp nhất ở thần quang nghi thức bên trong quật khởi tư chất một trong, thậm chí, so chí tôn thần thể, lấy được biên độ tăng trưởng còn kinh khủng hơn. Mà xem Diệp Thần cái này chồng, cho thấy làm người ta là điên cuồng vượt cấp năng lực yêu nghiệt, nhưng có thể nói là, kém nhất như vậy. Thậm chí, còn không bằng võ giả bình thường, thực lực tăng lên lớn đâu. Một ngày, đầy đất, cái này Diệp Thần, còn không chết. Ngọc Trân Tử quay đầu, khẽ mỉm cười nói, cùng ai rất giống. Cùng ai xem ta không biết, nhưng ta biết, và Hoa Thần Tân, khẳng định không giống. Gác lửng bên trong không khí, bỗng nhiên băng lạnh xuống. Mọi người có chút khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Trân Tử lại vào lúc này, nhắc tới Hoa Thần Tân. Đây là trực tiếp muốn cùng Trấn Long Điện, xé rách mặt à. Tất cả mọi người là không khỏi khẽ lắc đầu, Ngọc Trân Tử xung động. Diệp Thần rất có thể ở thần quang nghi thức bên trong mẫn nhiên mọi người, hiện đang chọc giận Trấn Long Điện, tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá, Ngọc Trân Tử nhưng không thèm để ý, chọc giận Trấn Long Điện, thì thế nào? Hắn đối với Diệp Thần, vô cùng được tín nhiệm, Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngươi! Bạch Ngọc Hoàng cặp mắt ứ máu, hơi thở cáu kỉnh, lửa giận đằng đằng, bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống tức giận, lạnh lùng cười nói, được, sẽ để cho chúng ta xem, vị này Diệp công tử, rốt cuộc mới có thể có như thế nào biểu hiện. Đây là, Quỷ Đao môn môn chủ Âm Tôn cũng là cười nói, Ngọc Trân huynh, xem ra đối với môn hạ đệ tử 10 phần tự tin à. Không biết, ở Ngọc Trân huynh xem ra, vị này Diệp thần, có thể chịu đựng thần quang tẩy rửa, thời gian bao lâu? Trên căn bản, thần quang nghi thức bên trong, chịu đựng tẩy rửa thời gian, cùng thực lực tăng trưởng thành đang so. Mặc dù, tham gia thần quang nghi thức đệ tử, cũng là các tông lựa chọn tỉ mỉ, mỗi một cái cũng coi như thiên tài, nhưng, vậy thế lực nhỏ thiên tài, thậm chí liền 3 tiếng, đều không cách nào đạt tới. Chịu đựng tẩy rửa thời gian vượt qua 3 ngày, liền cũng coi là vạn cổ yêu nghiệt. Mà thần quốc, trên lịch sử dài nhất ghi chép, là 9 tầng trời. Là một vị kêu Khúc Trầm Yên cô gái thần bí. Lại là hiện tại thần quốc Khúc gia lão tổ. Âm Tôn hỏi cái vấn đề này, hiển nhiên là trong lòng không ý tốt, bởi vì, từ Diệp Thần biểu hiện tới xem, và hướng chưa như nhau cũng là chi nhiều hơn thu tiềm lực loại hình. Như vậy, ở thần quang nghi thức bên trong, không chống đỡ được quá lâu. Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền Vũ Phong trước bị Diệp Thần trọng thương, mặc dù không có chết, cũng không cách nào tham gia lần này thần quang nghi thức, lần sau, thì phải lại cùng 100 năm, như vậy, liền bỏ lỡ tiến hành thần quang tẩy rửa thời kỳ cao nhất. Âm Tôn, tự nhiên cũng đúng Diệp Thần hết sức ghi hận. Thậm chí, nếu là có cơ hội, thần quang nghi thức sau khi kết thúc, hắn không ngại để cho mình đệ tử, Quỷ Đao môn chân truyền thứ nhất Triệu Linh nhận, thay Vũ Phong trước trả thù. Ngọc Trân Tử nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói, chỉ ít 10 ngày. Ta tin hắn. Ừ. Mọi người nghe vậy, đều là chân mày khều một cái. Ngọc Trân Tử ý kiến phải, Diệp Thần, muốn trực tiếp đổi mới thần quốc ghi chép. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng, lại là trực tiếp cười ra tiếng. Thần quốc ghi chép, tốt như vậy đột phá. Vẫn là ở Diệp Thần loại trạng huống này dưới. Ngọc Trân Tử, thật là không biết trời cao đất rộng. Những người khác, cũng là khẽ lắc đầu. Ngọc Trân Tử, quá coi trọng Diệp Thần, có lúc, kỳ vọng càng cao, thất vọng vậy lại càng lớn. Ngay tại lúc này, Trấn Thần Tháp bên trong ánh sáng trắng, đột nhiên chuyển biến thành màu xích kim, những cái kia tham gia thần quang nghi thức đệ tử, đều là con ngươi co giúp một cái. Toàn bộ đất man hoang, cũng theo Trấn Thần Tháp biến hóa, bắt đầu khẽ run lên, vô số sấm sét màu vàng, ở Trấn Thần Tháp chung quanh hiện lên, trước mắt mọi người, thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo giống như thiên thần giống vậy hư ảnh, những hư ảnh này, bất ngờ chính là đã từng những cái kia ở đồ ma đại chiến bên trong, lưu lại công lao vĩ đại nhân tộc cường giả. Thần Minh Minh Chủ, ông già tóc trắng kia Thẩm Cẩm Khôn, ánh mắt đông lại một cái nói, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, vậy Trấn Thần Tháp kim quang bên trong,
những cái kia ngồi xếp bằng đệ tử, đều là cảm giác óc một hồi hỗn độn, vô số khí tức cổ xưa bao gồm mình. Giống như, vượt qua thời không, quay trở về thời đại viễn cổ vậy. Diệp Thần, cảm thụ chấn thần tháp tản ra hơi thở, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, hắn có dự cảm, cái này thần quang nghi thức, sẽ cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Thương Cổ Y Thần đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt. Không tốt. Cái gì không tốt? Diệp Thần không có mở mắt ra, nhưng là khẽ nhíu mày, đối với Thương Cổ Y Thần hỏi, thế nào lão Thương? Thương Cổ Y Thần thanh âm bên trong, lại là mang đến một phần lo lắng nói, tiểu tử. Nhất định phải chịu đựng, đừng buông tha, dù sao cũng đừng buông tha à. À, Diệp Thần không giải thích được. Chịu đựng, có ý gì? Có thể lần này, Thương Cổ Y Thần, nhưng không có đáp lại. Nói chính xác, là Diệp Thần lần nữa mất đi cùng Thương Cổ Y Thần liên lạc. Thậm chí và luân hồi mộ địa liên lạc. Cái này thần quang nghi thức lại ngăn cách Diệp Thần và luân hồi mộ địa. Hắn trong lòng, không khỏi cảm thấy một chút nặng nề. Tại sao có thể như vậy? Một khắc sau, hắn không nhịn được mở mắt, thấy cảnh sắc trước mắt, nhưng là sững sốt một chút. Cảnh tượng trước mắt, quá nguy nga. Diệp Thần lúc này, đứng ở một nơi cao nhai bên trên, dưới sườn núi, là vô số gãy binh khí, vô số chồng chất thi thể. Mặt đất, đều bị máu tươi nhuộm thành liền màu đỏ. Liền sông lớn, đều bị máu tươi lấp đầy. Liền liền đối diện xoắn tới gió cát, đều mang hơi thở tử vong. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính, đều là không khỏi là rung động. Hắn nhìn cao nhai dưới rậm rạp chằng chịt thi thể, cau mày, cái này là chết nhiều ít sinh linh. Nói ít, cũng có hàng tỷ số chứ. Diệp Thần ánh mắt, rời đến những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng, kiểu dáng phong cách cổ xưa binh khí bên trên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, đây là xa thời xưa, nhân ma giao chiến cảnh tượng. Hiển nhiên, hắn đi tới nơi này, cùng vậy chấn thần tháp có liên quan, nhưng mà... Diệp Thần không khỏi mặt lộ cười khổ. Hắn trước khi tới, vậy biết một chút thần quang nghi thức, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có ai, ở thần quang nghi thức bên trong, thấy qua viễn cổ chiến trường cảnh tượng à. Người bình thường, mặc dù vậy sẽ thấy một ít dị tượng, giống như đi tới những thế giới khác, nhưng, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thường thường là một tòa bia đá. Phía trên ghi lại vũ khí cường đại, công pháp, hoặc là thấy cường giả giao thủ, từ trong lĩnh ngộ được võ đạo tinh túy. Có thể Diệp Thần đâu? Thấy, chỉ có vô tận tử vong thôi. Hơn nữa, Thương Cổ Y Thần nói cho hắn, để cho hắn chịu đựng, là ý gì? Diệp Thần than thở một tiếng, lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, nhảy xuống vách đá. Dù sao, cũng đi tới nơi này, đứng ở cao nhai bên trên. Cũng không phải biện pháp. Hắn quyết định trước thăm dò, chỗ này viễn cổ chiến trường. Có lẽ, đi đi, là có thể phát hiện cái gì chứ? Nhưng ngay khi Diệp Thần, hàng rơi xuống mặt đất, ở trong thi thể tạt qua thời điểm, dị biến phát sinh. Nằm trên đất một cái, cả người màu xanh đen, hai tròng mắt tím đậm thi thể, lại là đột nhiên bắn người lên, tiện tay nhặt lên trên mặt đất một chuôi gãy trường kiếm, hướng về phía Diệp Thần. Chém một cái tới. Hắn tốc độ xuất thủ, lại là vô cùng nhanh chóng. Cái gì? Diệp Thần nhất thời cả kinh, thân hình động một cái liền về phía sau tránh đi, nhưng dù vậy, rào một tiếng, trước ngực, vẫn bị chém ra một dấu máu. Vết máu hiện lên ngay tức thì, Diệp Thần trong đầu, lại là một hồi nổ âm. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn ngực vậy dấu máu, mới vừa rồi, đó là cái gì cảm giác? Tại sao, đang bị chém bị thương ngay tức thì, hắn có một loại, mình căn nguyên, bị cướp đoạt cảm giác. Hắn nhìn tay kia cầm kiếm gãy, nhìn như, tựa hồ là thiên ma nhất tộc thi thể, trong mắt, thoáng qua vẻ khó tin. Nếu là ở cái này viễn cổ chiến trường bị thương, mình căn nguyên, sẽ bị cướp đoạt nói, vậy, thật liền nguy hiểm à. Không còn kịp suy tư nữa. Vậy ma tộc, liền điên cuồng hét lên một tiếng. Lần nữa hướng Diệp Thần vào tới. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cổ tay lộn, liền muốn phản kích. Nhưng mà, một khắc sau, hắn trên gương mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, không có xuất hiện. Lúc này, vậy ma tộc, nhưng đã đến Diệp Thần trước người. Một kiếm chém tới.
Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải tại chỗ lộn một cái, chật vật cực kỳ tránh thoát một kiếm của đối phương, tiện tay nhặt lên một chuôi đoản đao, cùng cái này ma tộc, chiến thành một đoàn. Ánh đao kiếm ảnh, kích động chín tầng trời. Hai người, lại là đánh cái khó phân thắng bại. Càng chiến, Diệp Thần, liền càng kinh hãi. Thật là mạnh. Cái này ma tộc, lại là so tôn vô vọng, còn kinh khủng hơn. Đặc biệt, là hắn sử dụng võ. Nhìn như nguyên thủy, dã man, lại có một loại đại đạo chí giản mùi vị. Cái này đã, vượt qua nửa bước viễn cổ cấp tầng thứ à. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì, thậm chí, quá trình chiến đấu bên trong, còn được vô cùng được cẩn thận, mỗi một lần ra tay, đều phải trong thời gian cực ngắn, nghĩ cặn kẽ cầm đối phương công kích, tính toán vô số lần. Bởi vì, hắn không thể bị thương. Vốn là, Diệp Thần phương thức chiến đấu, mở toang ra đại hợp, cùng đối phương giao thủ lúc đó, căn bản không quan tâm chịu đựng công kích, lấy tổn thương đổi bị thương. Dẫu sao, Diệp Thần sinh mệnh lực, lực phòng ngự, cũng không có so cường hãn. Nhưng mà, ở chỗ này, không giống nhau à. Ở chỗ này, nếu như bị thương, đừng nói căn nguyên bị hao tổn, có thể, thật phải chết ở chỗ này à. Lúc này, chấn thần tháp. Thời gian, đã qua 3 tiếng. Một ít thế lực nhỏ đệ tử, đã rối rít thức tỉnh. Bọn họ có mừng rỡ, có thất lạc, bất quá, ở đó một nhóm thế lực cao tầng tụ tập gác lửng bên trong mọi người, tự nhiên chút nào không sẽ để ý bọn họ. Bọn họ ánh mắt, đặt ở những đại thế lực kia thiên tài trên mình. Lúc này, trong lầu các phần lớn người, trên mặt, đều mang nụ cười, bởi vì, bọn họ môn hạ thiên tài, từng cái, đều đắm chìm ở thần quang bên trong, trên khuôn mặt, thỉnh thoảng thoáng qua hiểu ra, vẻ vui thích, thậm chí, tự thân hơi thở, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiển nhiên, những thứ này các yêu nghiệt, đều được phi phàm chỗ tốt. Chỉ có một người, chau mày, người này, chính là Ngọc Chân Tử. Tại sao chau mày? Bởi vì, Diệp Thần trạng thái, tựa hồ không đúng à? Người khác, cũng là một bộ đặc biệt hưởng thụ hình dáng, chỉ có Diệp Thần sắc mặt gay gắt, thỉnh thoảng, thậm chí còn thoáng qua vẻ kinh hoàng, ngưng trọng, tựa như, đang cùng người nào sống chết tỉ thí vậy. Cái này, ngược lại thì thôi. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần hơi thở. Những người khác, hiển nhiên đều có thu hoạch, tiến bộ, hơi thở đang điên cuồng tăng trưởng bên trong, mà Diệp Thần đâu. Đừng nói tăng trưởng, thậm chí thỉnh thoảng, hắn cả người hơi thở loạn lên, còn có sở hạ rớt. Lần này, Ngọc Chân Tử, đều có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Ở thần quang nghi thức bên trong, không lấy được chỗ tốt cũng được đi, ngược lại, dưới khí tức rớt. Coi như là cái đó hướng chưa, cũng chỉ là tiến bộ không lớn mà thôi, từ chưa từng nghe qua, có người sẽ ở thần quang nghi thức bên trong, dưới khí tức ngã à. Cái này, quá quỷ dị. Rất nhanh, không chỉ là Ngọc Chân Tử, những người khác, vậy chú ý tới Diệp Thần trạng thái. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng, hai tròng mắt, lập tức bùng nổ sạch bóng. Tiểu tử họ Diệp này, không chỉ không có tăng lên, ngược lại, bước lui. Mặc dù bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng, loại chuyện này, không thể nghi ngờ là bọn họ hy vọng thấy. Bạch Ngọc Hoàng hướng về phía Ngọc Chân Tử cười lạnh nói, ha ha, Ngọc Chân Huynh, xem ra, đúng là ta sai rồi, thần cực tông thiên tài, quả thật và hướng chưa, không giống nhau. Một khắc sau, hắn đột nhiên dương cao giọng nói, cái này mẹ hắn so hướng chưa, còn muốn rác dưới gấp 10.000 lần à. Còn có người, sẽ ở thần quang nghi thức bên trong, tu vi quay ngược lại. Chưa từng nghe nói loại phế vật này à. Loại người này, có tư cách tham gia thần quang nghi thức. Âm Tôn cũng là phụ họa nói, mới vừa rồi Ngọc Chân Huynh còn nói, tên này kêu Diệp Thần đệ tử, phải phá ghi chép. Ha ha, quả nhiên, còn nói Ngọc Chân Huynh ánh mắt tốt, ta cảm thấy, quả thật có khả năng này, bất quá, chính là không biết, hắn đánh phá kỷ lục sau đó, còn có thể hay không coi như, là võ giả đâu. Sợ rằng, cả người tu vi, đều phải hoàn toàn đánh mất chứ. Hai người, không chút lưu tình giễu cợt. Bọn họ trong lòng, đều là đối với Diệp Thần nổi lên sát ý, đến khi nghi thức kết thúc sau này, thì phải để cho đệ tử diệt Diệp Thần, dù sao cũng là muốn và thần cực tông kết thù, hiện tại không giễu cợt, lúc nào giễu cợt. Mà đối mặt bọn họ giễu cợt,
Ngọc Trân Tử nhưng là tựa như không có nghe gặp vậy, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Diệp Thần trên mình, vô cùng lo âu. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Thần, kết quả thế nào à? Viễn cổ chiến trường. Diệp Thần lúc này đã là thở dốc không ngừng, hắn không biết ngoại giới đi qua thời gian bao lâu, nhưng căn cứ hắn cảm giác, cùng cái này ma thi đã ước chừng chiến 7 ngày. Cho dù là hắn, cũng sắp đến cực hạn. Bỗng nhiên, một đạo hàn quang tránh tới, trực tiếp chém về phía hắn mặt. Cực võ, thần tránh. Ở nơi này gian không cho phát ngay tức thì, Diệp Thần thân hình, quỷ dị một chuyển, tránh một kiếm này đồng thời, một đao phong hướng vậy ma tộc cổ họng. Ánh đao lẫm liệt. Một khắc sau, vậy ma tộc thi thể, động tác cứng đờ, liền biến thành cho tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Thần khạc ra một hơi, trận chiến này, thắng được hiểm thêm hiểm. Hơn nữa, hắn phát hiện, ở nơi này viễn cổ chiến trường bên trong, mình rất nhiều năng lực, đều không cách nào thi triển. Phong Thanh Dương lục đạo kiếm ý, không thể dùng. Ma đế võ, không thể dùng. Ngàn binh bảo, không thể dùng. Dù là hồn khí, cũng không thể dùng. Dù là huyền diễm, giống vậy không thể dùng. Có thể dựa vào, chỉ có thuần túy võ đạo. Bất quá, Diệp Thần con mắt, đột nhiên ngưng luyện, sau trận chiến này, ta đối với võ đạo hiểu, tựa hồ lại tăng lên. Hắn trên mặt, lóe lên một đạo vui mừng. Bất quá, không cùng hắn cao hứng bao lâu, cách đó không xa núi đá sau đó, chợt nâng lên một hồi bụi mù, cùng với từng cơn cuồng bạo gào thét. Diệp Thần vội vàng xoay người, về phía sau nhìn, chỉ gặp 7-8 cái võ trang đầy đủ ma tộc, ở một người tựa như tướng lãnh giống vậy ma tộc dưới sự hướng dẫn, hướng Diệp Thần đánh tới. Bọn họ màu tím trong mắt bên trong, tràn đầy chiến ý cùng hung hãn, lại là uyển nếu thật ở chiến trường gặp nhau vậy. Lại tới, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, toát ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại có chút rõ ràng, thương cổ y thần nói kiên trì tiếp, là có ý gì. Hắn một đao bước lui một người xông ở trước nhất ma tộc, liền thân hình động một cái, hướng những cái kia ma tộc vò tới hướng ngược lại lao đi, vừa đánh vừa lui, hai bên, ở nơi này vô biên vô tận trên chiến trường, lẫn nhau truy đuổi, hắn biết như bị bao vây, cũng chưa có bất kỳ sống sót cơ hội. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần trên mình, cũng là thỉnh thoảng, xuất hiện từng đạo vết thương. Chấn thần tháp. Thời gian, đã qua 3 ngày. Trừ một nhóm thế lực những thiên tài kia trở ra, phần lớn người, đều kết thúc mình tẩy rửa. Bước lui ra kim quang phạm vi bảo phủ. Bất quá, bọn họ lại không có rời đi, mà là, nhìn những cái kia còn đắm chìm trong nghi thức bên trong thiên tài. Tất cả mọi người đều thật là tò mò, ai, sẽ là đang tiến hành thần quang nghi thức, ưu tú nhất cái đó yêu nghiệt. Nhưng lúc này, mặt của mọi người sắc, đều là vô cùng là cổ quái, bọn họ ánh mắt. Đều tập trung ở Diệp Thần trên mình. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần, quá khác thường. Hiện tại, đừng nói những cái kia một nhóm thế lực cường giả, chính là một người võ giả bình thường, cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần tu vi, rơi xuống được thật lợi hại. Lại là trực tiếp, triệt phá liền thái hư cảnh. Có người không nhịn được mở miệng nói, cái này cũng quá kỳ quái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tham gia thần quang nghi thức. Cảnh giới sẽ rơi xuống. Cái này cũng, còn không bằng không tham gia thì sao? Đáng tiếc, một cái đem thần quốc vô số thiên tài, dẫm ở dưới chân yêu nghiệt, liền nếu như vậy phá hủy. Đối với người khác mà nói, có thể thần quang nghi thức, là bọn họ truyền thuyết khởi điểm, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là điểm cuối à. Mà vậy gác lửng bên trong, Ngọc Trân Tử lúc này sắc mặt, đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí, đều không cách nào giữ chấn định. Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng, thậm chí cũng lười phải tiếp tục giễu cợt, bọn họ mặt mỉm cười, đối với mình môn hạ thiên tài tiến bộ, đều là vô cùng là hài lòng. Cùng Diệp Thần so sánh, thật là một ngày đầy đất. Cảm giác này, không cách nào hình dạng. Ha ha, người Diệp Thần, không phải bá đạo, không phải trẻ tuổi một đời bên trong vô địch sao? Không phải ra tay một cái, liền giết Chấn Long Điện đệ nhất thiên tài, đánh phế Quỷ Đao môn đệ tử chân truyền sao? Hiện tại, còn có thể bá đạo được sao? Bọn họ hiện tại, chỉ chờ mọi người, toàn bộ từ thần quang nghi thức bên trong tỉnh lại, đem Diệp Thần nghiền ép một khắc kia. Suy nghĩ một chút, thật hưng phấn được run rẩy à.
Lúc này, chấn thần tháp bốn phía, còn có thể lưu lại tìm hiểu võ giả, lác đác không có mấy, trừ một cùng tông môn bộ phận thiên tài, bất quá mấy người mà thôi. Trong đó, thì có hai cùng tông môn Lạc Hà Tông Kỳ Tư Thanh. Bất quá Kỳ Tư Thanh mặt mũi che đậy, thần sắc bình thản, cơ hồ bị tất cả mọi người không để mắt đến. Nhưng mà, Lạc Hà Tông Tông chủ nhưng là hô hấp dồn dập. Bởi vì, hắn cảm giác Kỳ Tư Thanh tựa hồ có cái gì không đúng. Nhưng là cái này loại không đúng, hắn không nói được. Kỳ Tư Thanh tu vi ở không ngừng tăng lên. Nhưng là vì sao, Kỳ Tư Thanh tựa hồ tràn đầy vẻ lo âu. Đây là hắn thành tựu tông chủ chưa bao giờ phát hiện. Ở thần quang nghi thức bên trong, Duẫn Minh biểu hiện vậy không thể tưởng tượng nổi. Ba ngày trôi qua, Duẫn Minh tu vi, bất ngờ đã đột phá đến thái hư sáu tầng thiên. Quá nghịch thiên. Bất quá, ngay tại lúc này, Duẫn Minh thân thể mềm mại, khẽ run một chút, mắt đẹp, lần nữa mở ra, chậm rãi khạc ra một hơi. Nàng cả người khí chất, so với tham gia thần quang nghi thức trước, trầm ổn vô số lần. Hơn nữa, kỳ mỹ màu bên trong, u quang chớp động, mặt đẹp bên trong, vậy mơ hồ che lấp một tầng đạm bạc bóng tối, cho dù là một ít hỗn độn cảnh cường giả, đều có chút nhìn không rõ lắm. Cảm giác duy nhất, chính là nàng ánh mắt, rất quỷ dị. Hiển nhiên, Duẫn Minh là thức tỉnh nào đó loại huyết mạch hoặc là pháp thể. Nguyên bản, Duẫn Minh trên gương mặt tươi cười, còn mang vẻ mừng rỡ hướng Diệp Thần nhìn. Cái này thần quang nghi thức mang tới chỗ tốt, ra ý liệu được lớn. Nàng không chỉ có đột phá tu vi liền như thế nhiều, hơn nữa, lại là lĩnh ngộ một môn cùng nàng vô cùng là phù hợp cực phẩm võ. Tên là Trời Ảnh Kiếm. Ở tay nàng bên trong, thậm chí có thể phát huy ra thượng cổ vũ khí uy lực. Trọng yếu nhất chính là, nàng thức tỉnh tên là Không U Thân Thể Pháp Thể. Cái này Không U Thân Thể, mặc dù, kém hơn Chí Tôn Thần Thể, nhưng, cũng là một loại cao cấp pháp thể. Bây giờ Duẫn Minh, thực lực đại tăng. Liền nàng, cũng có thể có như vậy thu hoạch, huống chi Diệp Thần. Diệp Thần, là Duẫn Minh trong lòng vĩnh viễn kiêu ngạo. Có thể một khắc sau, Duẫn Minh thần sắc, nhưng thay đổi hoàn toàn. Bởi vì, nàng nhìn thấy tu vi, đã rơi vào phong môn cảnh ranh giới Diệp Thần. Diệp Thần hơi thở, làm sao suy yếu như thế nhiều. Tiếp theo nàng lại nhìn mắt những cái kia một nhóm thế lực thiên tài, thần sắc hơn nữa khiếp sợ. Thật là khủng khiếp. Những thứ này một nhóm thế lực thiên tài, thực lực, lại là điên cuồng tăng lên. Chấn Long Điện Hoa Cảnh Đào, hơi thở không ngừng leo lên. Quỷ Đao Môn Triệu Linh Nhận, hơi thở không ngừng leo lên. Thần Minh Lý Thánh, quanh thân bao phủ một đạo thánh quang. Cuồng Cốt Môn Tôn Vô Vọng, vô tận chiến ý càng phát ra dày đặc. Hiên Viên Gia Hiên Viên Tĩnh, tu vi cũng là không ngừng đột phá. Tương truyền Hư Hiên Viên Gia và Thiên Đạo Cung vị kia có rất sâu liên lạc, hưởng thụ cao nhất tài nguyên. Trừ Diệp Thần, lúc này, vẫn còn ở thần quang tẩy rửa bên trong thiên tài, lại là mỗi người, đều có khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sắc mặt chợt tái nhợt, khí tức trên người, nhanh chóng uể oải đi xuống, tu vi, trực tiếp triệt phá liền phong môn cảnh. Gác lửng bên trong, Ngọc Chân Tử thấy vậy con ngươi co rúm một cái. Không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần, thật phải phế à. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền phải hướng vậy chấn thần tháp phóng tới. Có thể hai bóng người chớp mắt, trực tiếp đem Ngọc Chân Tử, ngăn lại. Cái này hai người, chính là Âm Tôn và Bạch Ngọc Hoàng. Tránh ra, Ngọc Chân Tử quát lên một tiếng lớn. Cả người hơi thở phun trào, cơ hồ thì phải trực tiếp ra tay. Hắn lúc này, gần như mất lý trí. Bạch Ngọc Hoàng lạnh lùng quát, Ngọc Chân Tử, ngươi muốn làm gì? Âm Tôn cũng là sắc mặt âm hàn, tùy ý can thiệp thần quang nghi thức, nhưng mà có thể ảnh hưởng đến những đệ tử khác, đây là thần quang nghi thức đại kỵ. Thần Minh ông già Thẩm Cẩm Khôn, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống nói, Ngọc Chân đạo bạn bè. Bình tĩnh một chút, Ngọc Chân Tử thấy vậy. Không khỏi được thở dài một cái. Chẳng lẽ Diệp Thần, thật chỉ như vậy, xong rồi. Hắn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Viễn cổ chiến trường. Cuồn cuộn cát vàng phiêu động, chôn vô số xương khô, trong cát vàng, mơ hồ vang lên từng cơn nổ ầm cùng kim thiết đồng thời xuất hiện tiếng. Thỉnh thoảng,
còn có một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, hoa phá trường không. Trong gió, mang máu tanh nồng nặc. Đột nhiên, cái này hoang vu mặt đất bên trên, vang lên chấn thiên hét hò. Nhân tộc cùng đội quân ma tộc, mỗi người từ chân trời tới, rất nhanh, liền xông lên đụng vào một nơi. Chiến trường bên trong, mấy trăm tên ma tộc, lúc này, đang vây một đạo mặt đầy vẻ phong xương, cả người đều có dữ tợn vết sẹo chàng thanh niên. Nam tử trong tay, nắm một chuôi kiếm gãy, trên mặt, vẫn còn duy trì bình tĩnh. Tên nam tử này tự nhiên, chính là Diệp Thần. Hắn ở nơi này viễn cổ chiến trường, đã du đãng không biết bao lâu, từ mới bắt đầu, gặp gỡ lẻ tẻ ma tộc, càng về sau, bị thành hơn trăm ngàn ma tộc đuổi giết, cho đến, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến bùng nổ. Diệp Thần tựa như, chân chính trải qua vậy trận bước ngày kéo dài dù sao cũng năm đại chiến vậy. Diệp Thần mặc dù vẫn là Diệp Thần, nhưng hắn lúc này, khí chất đã hoàn toàn không cùng. Đó là một loại nghiêm nghị, một loại chui luyện. Một loại ở trên chiến trường, ở vô số lần cùng tử vong sát vai mà qua sau đó, chui luyện ra được hơi thở. Trải qua cái này dù sao cũng năm đại chiến hắn, trong lòng, đã có một chút hiểu ra. Diệp Thần nhìn lướt qua hướng mình vào tới rất nhiều ma tộc, trên mặt, không có quá nhiều diễn cảm. Một khắc sau, kiếm quang chớp mắt. Vậy mấy trăm tên ma tộc, liền ở trong phút chốc, biến thành nghiền. Diệp Thần thân hình động một cái, đằng giữa không trung bên trong, ánh mắt quét qua ma tộc đại quân, đột nhiên, phong tỏa một đạo bóng đen mơ hồ. Chính là ngươi sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Một khắc sau, thân hình động một cái, liền hướng bóng đen kia phóng tới. Dọc đường ngăn trở hắn ma tộc, đều là trong phút chốc, hóa là phấn vụn, tiêu tán vô hình. Thời gian, đã qua 9 tầng trời. Lúc này, chấn thần tháp hạ, còn không có tỉnh lại, chỉ có 3 người. Diệp Thần, Hoa Cảnh Đào, Lạc Hà Tông Kỷ Yên Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh để cho Lạc Hà Tông Tông chủ sửa đổi tin tức của nàng. Bất quá, 3 người trạng thái, nhưng là hoàn toàn không cùng. Diệp Thần khí tức trên người, cực kỳ không yên, cơ hồ, đều phải mất hết tu vi, hoàn toàn, lâm vào là người bình thường. Đây là trên lịch sử, đều có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi lại thảm nhất thiên tài. Trước kia, cái nghi thức này cũng có thể làm cho võ giả cảm ngộ cực lớn, đột phá rất nhiều cảnh giới. Thậm chí một cái cảnh giới lớn. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cảnh giới rơi xuống. Lâm vào là người bình thường. Cùng chi ngược lại. Kỷ Tư Thanh trên mình hơi thở không ngừng leo lên, thánh quang lưu chuyển. Thậm chí trên bầu trời có bữa âm hạ xuống. Lại có thể dẫn động dị tượng. Thời gian 9 ngày, Kỷ Tư Thanh tu vi lại đột phá đến nửa bước chạm ách. Khoảng cách chạm ách chỉ có một bước xa. Hơn nữa trên bầu trời mơ hồ có lôi kiếp. Mọi người kinh hãi. Đây là muốn hoàn toàn vượt qua chạm ách. Trên quảng trường, vô số người kinh hãi đến trình độ cao nhất. Thậm chí đều đang suy đoán thân phận. Lạc Hà Tông mặc dù những năm này mơ hồ muốn thành là một nhóm thế lực, nhưng là không biết vì sao đều thất bại. Lần này, Lạc Hà Tông lại ra đời một cái thiên tài như vậy. Kỷ Yên, vì sao chúng ta không có ở thần quốc nghe danh tự này? Nàng dẫn động lôi kiếp, cũng không phải là giống vậy ách lôi à? Cô gái này kết quả lai lịch ra sao? Một cái đã từng tham dự tuyển chọn cuộc so tài tam lưu thế lực đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đưa tay ra, chỉ Kỷ Tư Thanh nói, Kỷ Yên. Ta biết, ta và nàng đã từng ở cùng trận tuyển chọn thi đấu bên trên. Cô gái này lúc đó biểu hiện vậy đủ tươi đẹp, nhưng là cùng Diệp Thần so với, còn kém cách quá nhiều. Diệp Thần cùng ngày liền bị thần cực tông Đồ Lan Tâm mang đi. Diệp Thần khi đó là xứng đáng không thẹn thứ nhất, chỉ tiếc. Hiện tại luân lạc nơi này. Người nọ vừa nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, thương tiếc liền liền. Đã từng, Diệp Thần viễn xa bỏ rơi cái này kêu Kỷ Yên cô gái. Mà ngày nay, cái này kêu Kỷ Yên cô gái lại xa xa bỏ rơi hắn. Cái này hoặc giả chính là võ đạo tàn khốc. Đệ tử kia thổn thức không dứt. Mà cách đó không xa, một cái mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên nhưng là thần sắc kích động. Phía sau nam tử tùy tùng, tu vi đều là cực độ kinh người. Thậm chí chung quanh không thiếu thế lực tông chủ đều cùng người đàn ông trung niên giữ khoảng cách nhất định.
dù là nói chuyện đều là vô cùng yên lặng. Chỉ vì là, người trung niên này người đàn ông thân phận. Khúc gia đương đại gia chủ. Khúc gia ở thần quốc lịch sử, không người có thể dung chuyển. Hơn nữa, thần quang nghi thức ghi chép, chính là khúc gia người sáng chế. Thậm chí còn tương truyền, khúc gia và thần quốc thiên đạo cung có rất lớn sâu xa. Tuyệt đối không thể chọc. Để cho tất cả mọi người có chút bất ngờ chính là, khúc gia lần này không có phái ra bất kỳ người tham gia thần quang nghi thức. Vì sao gia chủ đích thân tới nơi này? Chẳng lẽ chính là vì làm chứng thiên tài ra đời? Mà giờ khắc này khúc gia gia chủ, hai mắt ngấn lệ ngang dọc, cánh tay đang run rẩy. Tầm mắt ở đó một Lạc Hà Tông Kỳ Yên trên mình căn bản rời không ra. Lão tổ, ta cũng biết là ngươi. Ta ở Lạc Hà Tông cầu gặp một tháng, vì sao? Vì sao ngươi sẽ không chịu gặp ta? Cũng đúng, bây giờ khúc gia, rét lạnh ngài tim. Nhưng là, ngài cuối cùng là khúc gia người à? Ngài hôm nay lóng lánh, và năm đó thần quốc giống nhau như đúc. Ngài nếu như về lại khúc gia, lấy chúng ta khúc gia tài nguyên, tuyệt đối có thể để cho ngươi mau sớm bước vào hỗn độn, thậm chí là chí cao cảnh. Lời nói vừa dứt, trong bầu trời, vậy nổi lên thật lâu kinh thiên ách lôi. Đột nhiên hạ xuống. Vậy vạn chúng chúc mục thiếu nữ khăn che mặt, chỉ như vậy dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đột phá. Vậy cuồng bạo ách lôi giống như một con cự thú cắn nuốt Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh thần sắc bình tĩnh. Tựa như không quan tâm chút nào. Nháy mắt tức thì, Kỳ Tư Thanh đỉnh đầu xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh đưa ra chỉ một cái. Ách lôi tiêu tán. Chung quanh hết thảy, ngay tức thì khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, mọi người bối rối. Cái này, liền kết thúc. Không phải nói ách lôi là thái hư võ giả ác mộng sao? Nào có người như thế tùy tùy tiện tiện đã đột phá. Mọi người đang trong gió xốc xếch. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Kỳ Tư Thanh trên mình, bọn họ phát hiện Kỳ Tư Thanh lại vẫn đang đột phá. Trảm ách tầng 2 thiên, lại vẫn không dừng lại. Trảm ách 3 tầng thiên. Đây là kinh thiên yêu nghiệt à. Đối với tất cả mọi người mà nói, cái này kêu Kỳ Yên cô gái, hoàn toàn không thua bất kỳ người đàn ông à. Mấu chốt cũng không ai biết, cô gái này ghi chép là nhiều ít. Bất quá có một chút, bọn họ rất rõ ràng, thiếu nữ này đã bằng nhau cái đó gọi khúc Trầm Yên thiếu nữ ghi chép. Có thể lại có ai biết, Kỳ Tư Thanh bất quá là đổi mới mấy chục ngàn năm trước, thuộc về mình ghi chép. Mọi người lại nhìn lại Diệp Thần, thấy Diệp Thần vẫn không ngừng rơi xuống cảnh giới, không biết làm sao lắc đầu. Chênh lệch này cũng quá lớn liền đi. Đơn giản là thất lạc người đàn ông mặt. Bất quá, trên trận, có người cho người đàn ông nở mặt. Đó chính là hoa cảnh đào. Mà giờ khắc này, hoa cảnh đào hình dáng, cũng rất quỷ dị, hắn lúc này, cả người lại là bị ánh vàng rực rỡ miếng vải bao trùm, đỉnh đầu, dài ra đối với nhọn dáng dấp sừng rồng. Biến thành bán long nửa người trạng thái. Kinh khủng hơn phải, hoa cảnh đào hơi thở. Hắn tu vi, đã đột phá trảm ách tầng 5 trời, hơn nữa, còn đang nhanh chóng lên tăng trước. Trảm ách sau đột phá, nhưng mà cực kỳ khó khăn à. Thậm chí một cái cảnh giới nhỏ, liền so thái hư và trảm ách giữa khoảng cách còn lớn hơn. Lúc này hoa cảnh đào, đã hướng trảm ách 6 tầng thiên từ từ nhích tới gần. Hơn nữa, dần dần, tản mát ra một loại cho dù là một cùng tông môn trưởng môn, tông chủ, cũng theo đó tìm hồi hộp hơi thở. Chân long hơi thở. Viễn cổ chiến trường. Mặt đất, đã bị thi thể lấp đầy, vô số cổ thi thể. Có ma tộc, vậy có nhân tộc. Trên chiến trường, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, Diệp Thần bóng người, cùng vậy không thấy rõ diện mạo, cả người bị bóng đen bao gồm quỷ dị ma tộc. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm ra. Kiếm quang thoáng qua, thời không biến dạng, toàn bộ mặt đất đều bị chém ra một đạo rãnh sâu hóm. Nhưng, một kiếm này, lại bị bóng đen kia cản lại. Hắn trường kiếm trong tay, đem Diệp Thần kiếm, đỡ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn bóng đen kia một đôi tím mâu, vậy ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Một khắc sau, hai người, đồng thời động. Thiên địa, có trong nháy mắt hắc ám. Diệp Thần ngực, cắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, hắn mặc dù còn đứng, thật đáng giận tức.
đã suy rơi xuống trình độ cao nhất. Mà đứng đối diện với hắn, chính là vậy đạo đen nhánh ma ảnh. Diệp Thần mặc dù đã sắp chết, nhưng, hắn vậy đi qua chiến hỏa rèn luyện, đổi được vô cùng nghiêm nghị, trầm ổn trên gương mặt, nhưng là hiện lên vẻ tươi cười. Hắn hướng về phía bóng đen kia nhàn nhạt nói, ngươi, thua. Bóng đen đầu lâu, chậm rãi rơi xuống đất. Chấn thần tháp hạ. Hoa cảnh đào chợt mở hai mắt ra, cả người hơi thở, phóng lên cao, một tiếng long ngâm, vang khắp cửu tiêu. Trong nháy mắt, tham gia thần quang nghi thức tất cả mọi người, thân thể đều có một chút cứng ngắc. Cho dù là gác lửng bên trong một đám thần quốc cường giả đỉnh phong, vậy giống như vậy. Đó là sơ đẳng sinh mạng, thấy cao cấp sinh mạng lúc mới phải xuất hiện phản ứng. Bạch Ngọc Hoàng, vô cùng kích động nhìn mình đệ tử, mừng như điên nói, thành công. Thật thành công, đào mà hắn, phản tổ. Mà lúc này, đúng lúc là thần quang nghi thức bắt đầu ngày thứ 10. Lần này thần quang nghi thức, thật sự là vô cùng xuất sắc. Cái này trăm năm qua, thần quốc nhân tài lớp lớp xuất hiện. Tôn Vô Vọng, Lý Thánh, Triệu Linh Nhận, Hiên Viên Tĩnh các người, vậy đều là cực hạn yêu nghiệt. Bọn họ bất kỳ một người, nếu là ở thường ngày, đều là có thể trấn áp thần quốc vạn năm trung cực thiên tài. Nhưng là, những người này bên trong, xuất sắc nhất, tự nhiên vẫn là Hoa Cảnh Đào và vậy kêu là Kỳ Yên cô gái thần bí. Một đám tham dự thần quang nghi thức thần quốc võ giả, đều là vô cùng kính sợ nhìn Hoa Cảnh Đào và Kỳ Yên. Cái này, mới thật sự là yêu nghiệt à. Cho dù ở thần quốc trên lịch sử, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp yêu nghiệt à. Trảm ách 6 tầng thiên, chỉ là cái này tu vi, là có thể đứng hàng thần quốc trước trăm thanh niên một trong cường giả liền chứ. Chớ nói chi là, lúc này Hoa Cảnh Đào, còn tản ra một loại vô cùng uy thế kinh khủng. Thật là, để cho mọi người, đều muốn hướng về phía Hoa Cảnh Đào quỳ lạy. Thần quốc, là muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi à. Trấn Long Điện, rất nhanh liền sẽ trở thành là một nhóm thế lực bên trong, kinh khủng nhất tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, không ít người, cũng đều hướng Diệp Thần nhìn. Trong mắt, có châm chọc, không hề tiếc, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thương tiếc. Bây giờ Diệp Thần, thế nào? Đừng nói là tu vi rớt xuống, ngay cả mạng, cũng sắp không có. Thật là, giống như là người sắp chết vậy. Ngọc Trân Tử ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt, còn mang một chút hy vọng, hắn, còn không có buông tha. Hắn tin tưởng, kỳ tích, sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, chấn thần tháp tản ra kim quang, đột nhiên, tiêu tán. Mọi người sững sốt một chút, kim quang tiêu tán. Kim quang tiêu tán, ý nghĩa, thần quang nghi thức, kết thúc. Tại sao sẽ kết thúc? Không có ai, vẫn còn ở chịu đựng tẩy rửa lúc đó, sẽ kết thúc. Nhưng lúc này, Diệp Thần, còn không có tỉnh lại. Lúc này, thần quang nghi thức kết thúc, thì đồng nghĩa với. Diệp Thần, đã chết. Mọi người hướng Diệp Thần nhìn, quả nhiên, lúc này Diệp Thần, trên mình, liền một chút sức sống, cũng không có. Diệp Thần, thật đã chết rồi. Ngọc Trân Tử cả người, cũng quỳ sụp xuống đất, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng, vậy tiêu tán. Hắn biết, thần cực tông. Hoàn toàn xong rồi. Thậm chí, còn có thể hay không tồn tại, cũng không biết. Trong lầu các những người khác, nhưng là bất kể Ngọc Trân Tử, mặt đầy mừng rỡ nghênh hướng mình các đệ tử. Cuồng cốt môn trưởng môn Hoắc Suối, hướng về phía Tôn Vô Vọng mỉm cười nói, Vô Vọng, ngươi cảm giác thế nào? Lúc này Tôn Vô Vọng, cùng trước kia có khác xa lắc xa lơ. Tôn Vô Vọng trên mặt, không có trước bá đạo thần sắc, nhưng, cả người khí chất. Nhưng ác liệt vô số lần. Hắn bình tĩnh nói, đấu chiến thánh thể, lên cấp. Thần quốc chí tôn thần thể một trong đấu chiến thánh thể, lại vẫn có thể lên cấp. Hoắc Suối nghe vậy, hưng phấn thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy cỡn lên, cười được miệng đều phải liệt đến trên lỗ tai. Mà Tôn Vô Vọng lúc này, nhìn lướt qua Hoa Cảnh Đào, trong mắt có chiến ý. Đồng thời, vừa liếc nhìn Diệp Thần, khẽ lắc đầu, Diệp Thần để cho hắn thất vọng. Hoa Cảnh Đào nhìn Diệp Thần, khẽ cau mày, hướng về phía Bạch Ngọc Hoàng hỏi, sư tôn, thằng nhóc kia, thế nào? Mà thân là Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, lúc này đứng ở Hoa Cảnh Đào bên người, nhưng là mang một ít kích động thái độ, mỉm cười nói, thằng nhóc kia, không biết chuyện gì,
ở nghi thức bên trong, tu vi sụt đột ngột, hiện tại lại là liền sức sống, đều biến mất. Hắn sở dĩ kích động, là bởi vì là bây giờ hoa cảnh đào tiềm lực, là cả tông môn hy vọng. Ha ha, hoa cảnh đào cười lạnh nói, xem ra, thằng nhóc này là biết mình vận mệnh, trực tiếp tử giết. Ngược lại cũng coi là thông minh, nếu không, bổn công tử nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Phản tổ sau khi thành công, hoa cảnh đào thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Nếu như đối với ngày xưa Diệp Thần, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể thắng. Thậm chí là trong nháy mắt giết. Hơn nữa, hắn lấy được chỗ tốt, không chỉ là phản tổ, còn chiếm được một bộ nửa bước viễn cổ cấp trình độ cao nhất võ, Long Nguyên Kiếm Quyết. Kiếm quyết này, lấy thiên long huyết mạch thi triển, có thể so với viễn cổ cấp vũ khí uy lực. Hiện tại, hắn chính là thần quốc thanh niên thiên tài trung thần. Cho dù là một ít cấp thấp thế lực trưởng môn, gia chủ, ở hắn trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi. Đây là, Ngọc Trân Tử mang thần cực tông một tất cả trưởng lão, hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt tràn đầy bi thương, tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ, cấp cho Diệp Thần nhặt xác. Diệp Thần mặc dù chết, nhưng, cũng là bọn họ thần cực tông đệ tử. Nhưng đột nhiên gian, hoa cảnh đào bóng người chớp mắt, chắn Ngọc Trân Tử đám người trước mặt. Ngọc Trân Tử lạnh lùng nói, tránh ra. Hoa cảnh đào trong mắt, thoáng qua vẻ chế giễu ý nói, các ngươi phải đi cho cái này cái rác dưới nhặt xác. Ha ha, ai cho phép các ngươi làm như vậy? Bổn công tử, còn không có cầm phế vật này chém đầu, cầm đi lễ truy điệu ca ca ta đâu, các ngươi muốn thu thi, chờ ta, trước chém nứt hắn đầu, lại thu. Chấn thần tháp hạ, một hồi tĩnh mịch. Diệp Thần chết, ngay cả nhặt xác cũng không cho phép. Còn muốn, chém nứt Diệp Thần đầu. Coi như, Diệp Thần giết Hoa Thần Tân, cái này, cũng có chút quá mức chứ. Ngọc Trân Tử các người, ngay tức thì giận dữ. Ngọc Trân Tử tay run một cái, giơ lên một chuôi tuyệt khí cấp đen nhánh trường kiếm, râu tóc không gió tự động, trong mắt tràn đầy lạnh như băng lửa giận, chỉ hoa cảnh đào nói tránh ra, hoặc là chết. Chết, hoa cảnh đào nhưng là cười, ngươi, cũng xứng để cho ta chết. Nếu như ta tu luyện nữa 10 năm, có lẽ, liền ngươi, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay chém chết đi. Ta hiện tại tuy không địch lại ngươi, nhưng có người có thể. Một khắc sau, Bạch Ngọc Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn, Bạch Ngọc Hoàng nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một chuôi trường kiếm màu máu, một kiếm hướng về phía Ngọc Trân Tử chém tới. Động đệ tử ta, tự tìm cái chết, Long Thần mất đi kiếm quyết. Kiếm khí ngang dọc, hư không rung động, dâng trào kiếm khí, hóa thành một đạo vạn chúng hàng dài, một cái quanh quẩn, liền là đối Ngọc Trân Tử, ngay đầu chém xuống. Bạch Ngọc Hoàng đối mặt thần quốc một nhóm thế lực tông chủ, lại là không chút do dự ra tay. Một kiếm này ra, kiếm ý toàn bộ ngưng tụ vào vậy cự long trong cơ thể, mọi người tựa hồ không có cảm nhận được cái gì, có thể, kiếm khí dưới Ngọc Trân Tử, nhưng là sắc mặt cuồng biến, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, gương mặt bên trên, hiện ra một chút không bình thường đỏ thẫm vẻ, điên cuồng hét lên, huyền nguyên thật vô cùng kiếm. Ngọc Trân Tử không chỉ là toàn lực ra tay, thậm chí cũng vận dụng chấn tông võ, hơn nữa, còn cháy máu tươi. Một kiếm này, là hắn có thể chém ra, mạnh nhất một kiếm. Một khắc sau, trong tay vậy tuyệt khí trường kiếm, ánh sáng bạo tránh, một luồng ánh sáng đen, từ trên thân kiếm, bắn ra. Nghênh hướng vậy ngay đầu rơi xuống cự long. Ầm một tiếng vang thật lớn. Liền vậy chấn thần tháp, tựa hồ, cũng đang khẽ run. Ánh sáng thu liếm, mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, mặt đất, bị đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Mà Ngọc Trân Tử, lúc này đang cả người là máu, nhìn như, vô cùng thê thảm ngã xuống trong cái hố sâu bên trong. Bạch Ngọc Hoàng mắt nhìn xuống Ngọc Trân Tử, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, nhàn nhạt nói, phế vật. Lãng phí ta tông tổ tiên lưu lại một chút lực lượng. Nói xong, Bạch Ngọc Hoàng lại là mỉm cười nhìn về phía hoa cảnh đào. Vi sư vì ngươi xóa bỏ hết thảy. Thần cực tông như muốn khai chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng là được. Nhưng tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Bạch Ngọc Hoàng tay lại là hơi run. Mới vừa rồi trong một trận đánh, hắn thật ra thì vậy bị thương. Như không có tổ tiên lực lượng, hắn không thể nào cũng như này hiệu quả. Hắn có thể thắng được Ngọc Trân Tử, hiển nhiên là ăn gian.
Hơn nữa, Bạch Ngọc Hoàng rất thông minh. Diệp Thần vừa chết, Thần Cực Tông coi như là phế. Thậm chí có thể rớt đến hai cùng trong tông môn đi. Mà hắn tông môn, có Hoa Cảnh Đào ở đây, Thần Minh và khác một nhóm thế lực lại dám nói gì. Quy tắc, vĩnh viễn đều là cường giả lập ra. Hoa Cảnh Đào chắp tay một cái, nụ cười dữ tợn, cảm ơn, sư phụ. Chấn thần tháp hạ, vô số người đều là vô cùng sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Hoàng. Thân thể, cũng đang khẽ run, hô hấp, đều quên. Một kiếm, tiện tay một kiếm, liền đem Thần Cực Tông tông chủ, Phong Thần Bi lên hạng gần trước Ngọc Chân Tử, đánh bại. Bạch Ngọc Hoàng lại một mực giấu giếm thực lực. Vẫn là vận dụng thuật pháp. Cái này mẹ hắn vậy quá kinh khủng đi. Nếu là lại tăng thêm một cái Hoa Cảnh Đào. Cái này tông môn chẳng phải là muốn nghiền ép toàn bộ thần quốc. Liền liền những cái kia, ở thần quang nghi thức bên trong, giống vậy thu hoạch to lớn những thiên tài, nhìn về phía Hoa Cảnh Đào đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tông chủ, Thần Cực Tông các trưởng lão kêu lên một tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hoàng và Hoa Cảnh Đào, cả người hơi thở cuồng bạo, Bạch Ngọc Hoàng. Ngươi lại dám đánh tổn thương bổn tông tông chủ. Ngươi là muốn kích động chiến tranh sao? Đánh, thì thế nào? Bạch Ngọc Hoàng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem những trưởng lão này, coi vào đâu. Hắn nhàn nhạt nói, ngăn lại bọn họ, muốn tìm cái chết, chờ ta vậy thiên tài đệ tử chém vậy nhỏ rác dưới đầu, cũng không muộn. Vừa nói, hắn ánh mắt tỏ ý, Hoa Cảnh Đào liền hướng Diệp Thần đi tới. Dừng lại cho ta. Thần Cực Tông tất cả trưởng lão quát lên một tiếng lớn, thì phải chen nhau lên, mà trước người bọn họ. Nhưng chợt thoáng hiện mấy đạo thân ảnh. Bạch Ngọc Hoàng mang một đám Chấn Long Điện trưởng lão, ngăn trở bọn họ, cười lạnh nói, kích động cái gì sao? Tiểu bối chuyện, để cho tiểu bối tới xử lý, không nên tùy tiện nhúng tay, được không? Diệp Thần, Diệp Thần, Lâm Nhã Cầm, Sở Doanh, Văn Mẫn Nhi, Duẫn Mính cùng nữ đều là mặt đầy nước mắt, hướng Hoa Cảnh Đào phóng tới, cả người hơi thở tách thả ra, lại là nếu không cố hết thảy ra tay. Các nàng biết, mình các người, căn bản không phải Hoa Cảnh Đào đối thủ. Nhưng, các nàng cho dù chết, vậy tuyệt không cho phép người bất kỳ, làm nhục Diệp Thần di thể. Ha ha! Hoa Cảnh Đào quét chúng nữ một mắt, oai rồng cuồn cuộn, hắn có lòng tin, tùy tiện thả ra một chút hơi thở, liền có thể đem mấy cái này không biết sống chết người phụ nữ, đánh được liền cặn bã đều không còn dư lại. Ngay tại, Hoa Cảnh Đào hơi thở sắp thả ra nháy mắt tức thì. Một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ chắn Diệp Thần trước người. Hoa Cảnh Đào hơi ngẩn ra, cô gái này hắn tự nhiên chú ý tới. Hơn nữa, hắn muốn không chú ý đều khó. Lạc Hà Tông tuyệt thế thiên tài, Kỷ Yên. Thậm chí, bàn về tiềm lực, Hoa Cảnh Đào sâu sắc biết, mình không bằng cô gái này. Mà cô gái này giờ phút này tại sao ngăn ở trước mặt hắn? Hoa Cảnh Đào chế trụ nội tâm nghi vấn, chắp tay một cái. Lộ ra một đạo nụ cười, Kỷ tiểu thư, người đây là. Kỷ Tư Thanh thần sắc lạnh như băng, ước chừng mấy giây sau đó, mới phun ra một chữ cút. Giờ khắc này, cả thế giới đều tựa như yên lặng lại. Cái này vô cùng thần bí Lạc Hà Tông nữ đệ tử lại đối với yêu nghiệt siêu nhiên Hoa Cảnh Đào nói cút. Ai cho nàng dũng khí? Cố nhiên, cái này Kỷ Yên liên tiếp dẫn động dị tượng. Tiềm lực kinh người hơn. Nhưng là nàng nói thế nào đi nữa cũng bất quá là hai cùng tông môn đệ tử à. Chỉ riêng tông môn nội tình chính là ngàn kém vạn đừng. Coi như không nói nội tình, cái này Kỷ Yên thực lực cũng là và Hoa Cảnh Đào có chút chênh lệch à. Kỷ Yên ánh sáng chói mắt, nhưng cũng chỉ là đột phá đến chạm ách bốn tầng thiên mà thôi. Như hai người động thủ, tất nhiên bại bởi huyết mạch thức tỉnh Hoa Cảnh Đào à. Liền liền xa xa Lạc Hà Tông tông chủ và một mực trưởng lão cũng bối rối. Kỷ Tư Thanh tại sao phải chuyến nước đục này? Nếu như Kỷ Tư Thanh không chết hiểu, vậy Lạc Hà Tông tuyệt đối sẽ ở trong vòng một năm trở thành một cùng tông môn. Thậm chí không phải là không có khả năng vượt qua Hoa Cảnh Đào chỗ ở tông môn. Cái này Kỷ Tư Thanh là phạm hồ đồ à? Mà giờ khắc này Hoa Cảnh Đào gương mặt có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh. Rồi sau đó gần từng chữ, ngươi thiên phú kinh người. Nhưng, ngươi có thể biết ta ngươi chênh lệch. Nếu như ngươi lại ngăn ở thằng nhóc kia trước mặt, ta thề, ngươi sẽ chết rất thảm.
ngươi coi như không lo lắng cho ngươi, cũng phải là phía sau ngươi tông môn cân nhắc. Nhưng mà, Hoa Cảnh Đào lời còn chưa nói hết, Kỳ Tư Thanh cái khăn che mặt hạ liền truyền đến vậy quen thuộc, thêm lời nói lạnh như băng. Cút! Hoặc là, chết! Nếu không tin, hoan nghênh thử một lần. Uy hiếp trắng trợn. Chỉ như vậy từ Kỳ Tư Thanh trong miệng ra. Không chỉ như vậy, giữa trời đất, lại chấn động lên. Một cổ ngút trời giận uy tựa như hạ xuống. Hoa Cảnh Đào hơi biến sắc mặt, hắn cảm ngộ chung quanh, lại phát hiện mình thật giống như đưa thân vào một cái lạnh như băng thế giới. Cái này cô gái thần bí, ý cảnh lại mạnh như vậy. Thậm chí chấn áp huyết mạch hắn. Vì sao trước đây không ở thần quốc nghe? Bỗng nhiên, hắn quanh thân bao phủ tử ý tiêu tán, Bạch Ngọc Hoàng ra tay. Bạch Ngọc Hoàng mặc dù kỳ quái cái này gọi là Kỳ Yên cô gái thả ra khí thế, nhưng vẫn là nói, Kỳ Yên, làm rõ ràng ngươi vị trí. Ngươi như ngăn trở nữa, Lạc Hà Tông lại nữa. Đây là một nhóm thế lực sức lực. Nhưng mà, Kỳ Tư Thanh Dâu Ria không nhúc nhích. Mắt xem bầu không khí không đúng lúc đó, Khúc Gia gia chủ cũng không ngồi yên nữa, vừa định nhúng tay chuyện này. Dị biến nổi lên, ầm một tiếng vang thật lớn. Từ Diệp Thần chỗ ở vị trí truyền ra. Một đạo kim quang, chợt rơi vào Diệp Thần trên mình. Nguyên bản, tựa như thi thể giống vậy Diệp Thần, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kỳ Tư Thanh hiển nhiên cũng là thời gian đầu tiên phát hiện, khẽ mỉm cười, lại hướng Lạc Hà Tông đi tới. Không mang đi một đám mây màu. Thằng nhóc, người thành công. Thương cổ y thần trong thanh âm, là mừng rỡ. Thật không nghĩ tới, cái này trấn thần tháp. Căn bản là trấn áp ma hồn chỗ. Hơn nữa, cái này ma hồn vô cùng xảo trá, đến lúc xem ngươi như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, mới hoàn toàn phát tác. Nếu như, ngươi thật ở đó trấn thần tháp nơi biến thành trên thế giới chết đi, ngươi thân thể, chỉ sợ cũng phải bị ma hồn chiếm cứ. Không tệ, Diệp Thần sở dĩ sẽ xuất hiện ở đó viễn cổ chiến trường bên trong, chính là bởi vì, trấn thần tháp bên trong trấn áp một món ma hồn. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, cơ hồ cùng trấn thần tháp đồng hóa. Cũng may, cái này ma hồn, mặc dù cùng trấn thần tháp bộ phận đồng hóa, nhưng cũng ở trấn thần tháp trấn áp dưới, cho dù muốn phải chiếm đoạt Diệp Thần, cũng chỉ có thể đem mình lực lượng, thấm vào nhập trấn thần tháp bên trong, cướp đoạt Diệp Thần bổn nguyên. Ban đầu, mới vừa tỉnh lại ma hồn, ở trấn thần tháp trói buộc hạ, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể huyễn hóa ra chút ma tộc. Đối với Diệp Thần công kích, đến sau đó, hắn có thể sử dụng lực lượng càng ngày càng mạnh, có thể, hắn không nghĩ tới phải, Diệp Thần tiến bộ tốc độ, nhanh hơn. Cuối cùng, ngược lại bị Diệp Thần cắn nuốt. Diệp Thần cùng cái này ma hồn chiến đấu, có thể nói, chính là nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh ảnh thu nhỏ. Viễn cổ, thắng lợi, là nhân tộc. Hôm nay, thắng lợi, là Diệp Thần. Mà Diệp Thần, đem ma hồn chiếm đoạt, trên căn bản. Thì tương đương với đem trấn thần tháp bộ phận căn nguyên, cắn nuốt. Chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, lão thương, nguyên lai, cái đó lâu đời niên đại, thần quốc võ đạo hưng thịnh, là bởi vì là cùng ma tộc chiến tranh. Có ít thứ, chỉ có ở chiến tranh bên trong, mới có thể nhận thức, mới có thể phát triển. Nhân tộc, bản thân cũng không cường đại, nhưng ở cùng ma tộc trong khi giao chiến, không ngừng bắt chước. Học tập đối phương, mà sáng tạo ra tất cả loại nghịch thiên võ kỹ. Ma tộc, sở trường chiếm đoạt, cái này ma hồn bản thể, chắc hẳn vô cùng nghịch thiên chứ. Đã từng, chỉ sợ là một người chiếm đoạt vạn giới sinh linh tồn tại. Ta cũng rõ ràng ma đế vì sao phải hạt châu kia. Ma trấn thần tháp, mặc dù có thể ở tẩy rửa bên trong, mang cho những thiên tài kia tất cả loại chỗ tốt, liền đem cái này ma hồn nơi lực lượng cắn nuốt. Phụng dưỡng cha mẹ cho bọn họ. Bất quá, hiện tại, đều là của ta. Chỉ tiếc, ta hiện tại còn không cách nào toàn bộ hấp thu. Rất một phần lớn tồn trữ ở luân hồi mộ địa. Rồi sau đó, một đạo hơi thở, từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, thẳng xông lên cửu tiêu. Cái này ma hồn bị Diệp Thần cắn nuốt, không chỉ có để cho hắn tu vi toàn bộ khôi phục, thậm chí, còn đột phá đến thái hư tầng năm thiên. Thậm chí đến gần 6 tầng thiên. Phải biết, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, để cho hắn đột phá mỗi một cảnh giới cũng so võ giả tầm thường khó khăn gấp vạn lần.
Diệp Thần tu luyện là chân chánh địa ngục kiểu mẫu. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, hoàn toàn thử ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần, không là chết sao? Còn có thể sống lại. Hơn nữa, sống lại sau đó, không chỉ có tu vi khôi phục, còn trực tiếp đột phá, thái hư tầng 5 thiên. Lúc này Diệp Thần, trên mình tản ra một loại vô cùng sơ xác tiêu điều hơi thở, mọi người thấy hắn, chẳng biết tại sao, lại có một loại, thấy được núi thây biển máu cảm giác. Đó là Diệp Thần ở viễn cổ chiến trường bên trong chém giết dù sao cũng năm, nơi ngưng luyện ra được sát ý. Sở Doanh cùng nữ, mặt đẹp bên trên, tràn đầy nước mắt, nhưng cũng mang nụ cười. Diệp Thần xoay người, nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Hoa Cảnh Đào, hướng về phía Thương Cổ Y Thần nói, nguyên lai, viễn cổ cấp võ sở dĩ ở thần quốc thất truyền, là bởi vì là, viễn cổ cấp võ, dựa hết vào lĩnh ngộ, là không đủ. Phải, muốn cùng võ đạo ý cảnh cực cao cường giả giao thủ bên trong, mới có thể nắm giữ. Thương Cổ Y Thần cười nói, không sai, Diệp Thần ngươi võ đạo ý cảnh, đột phá. Diệp Thần gật đầu một cái, Lăng Tiêu võ ý, đã sớm tăng lên mấy tầng, 7 sao luyện thần các lưu lại võ đạo ý vận, vậy toàn bộ hấp thu. Nếu không, hắn căn bản không cách nào ở viễn cổ chiến trường, sống sót. Hắn trong mắt, lóe lên vô số cùng ma tộc chém giết hình ảnh, ở chém giết bên trong, hắn cực võ ba thức, hoàn toàn đột phá đến viễn cổ cấp tầng thứ. Đây là, Hoa Cảnh Đào, khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần, sống lại. Mà thần bí kia Kỷ Yên lại lựa chọn rời đi. Ha ha, đây không phải là vừa vặn sao. Để cho mình, lại giết một lần. Còn như Diệp Thần tu vi, tuy đột phá, nhưng trực tiếp bị Hoa Cảnh Đào bỏ quên. Đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, thì thế nào? Ở hắn bây giờ trước mặt, không thay đổi được là con kiến hôi sự thật. Diệp Thần, chạy mau. Ngọc Chân Tử, chẳng biết lúc nào leo ra ngoài trong cái hố sâu, đem hết toàn lực, hướng về phía Diệp Thần hô lớn. Hoa Cảnh Đào, nhưng là cười nhạt chạy. Chạy đi nơi nào? Hắn trường kiếm một dẫn, oai rồng ngất trời, vô tận kiếm ý, hóa là vô số long ảnh. Ngay tức thì đem cái này chấn thần tháp chung quanh thiên địa, hoàn toàn bao trùm. Chấn thần tháp xuống mọi người, đều là sắc mặt cuồng biến, kinh hoàng đến tim, đều muốn ngưng đập. Ở kiếm ý xuống lại dưới, bọn họ chỉ cảm thấy được, chỉ cần Hoa Cảnh Đào một cái ý niệm, là có thể đem mình, hoàn toàn mất đi. Ở ta cái này long nguyên kiếm trận dưới, ai, có thể chạy thoát được. Diệp Thần bên người một đám thần cực tông đệ tử, hai mắt nhìn nhau một cái. Cả người linh lực bùng nổ, chính là rối rít ra tay, tất cả loại kiếm mang, giấu quyền, hướng vậy đạo đạo long ảnh đánh tới. Ngọc Chân Tử đều như vậy lời nói, bọn họ nhất định phải làm những gì. Chỉ cần không phải cao tầng đấu tranh là được. Bọn họ làm đệ tử liên hiệp ra tay, không có bất kỳ vấn đề. Hống, vậy cự long hư ảnh, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, kiếm mang, giấu quyền rơi vào trên đó, không có phản ứng chút nào. Mà những cái kia xuất thủ đệ tử, lại là rối rít miệng phun máu tươi, thân hình đảo phi nhi xuất. Yên tĩnh. Ở nơi này long nguyên kiếm trận trước mặt, chảm ách sơ kỳ tồn tại, thật là giống như chó như nhau à. Nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này Diệp Thần, thần sắc, lại không có quá lớn chập chờn, chỉ là, làm hắn ánh mắt quét đến bị thương Ngọc Chân Tử cùng với một tất cả trưởng lão lúc đó, hơn nữa lạnh như băng một phần. Hoa Cảnh Đào hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp Thần, cứ như vậy giết ngươi, có chút đáng tiếc, nghe nói, người này, nặng vô cùng tình nghĩa. Ngươi nói, ta có phải hay không ở giết ngươi trước cầm ngươi những phụ nữ kia, giết tất cả. Diệp Thần giết hắn ca ca, hắn giết Diệp Thần người phụ nữ, không là tốt nhất trả thù sao. Hắn biết, người chí thân qua đời, có bao nhiêu thống khổ, huống chi, là ở mình trước mặt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi, sẽ không có cái này cơ hội. À, Hoa Cảnh Đào trong mắt, mang theo một chút cân nhắc nói, chẳng lẽ, ngươi muốn tự sát? Thật vất vả sống lại, cái này thì muốn, tự sát. Không, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hoa Cảnh Đào nói, ta, muốn giết ngươi. Chấn thần tháp xuống mọi người, nhìn về phía Diệp Thần, trừ khiếp sợ ra, ánh mắt bên trong, còn mang tôn kính. Diệp Thần. Không hổ là có ma thần tên người đàn ông. Đến dưới tình huống này, lại,
vẫn là như vậy kiêu ngạo. Bất quá, bọn họ mặc dù tôn kính, có thể cũng sẽ không ngu đến tin tưởng Diệp Thần, thật sự là Hoa Cảnh Đào đối thủ. Phản tổ sau này Hoa Cảnh Đào, thật là, ở rất nhiều thiên tài bên trong, chính là thần. Diệp Thần, nhiều lắm là lớn một chút con run. Hoa Cảnh Đào khinh miệt cười một tiếng, tựa hồ, còn muốn giễu cợt. Bất quá, Diệp Thần không có cho hắn cái này cơ hội. Một khắc sau, Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, rơi vào trong tay, trong vô hình, một đạo không cách nào hình dung ý vận, từ Diệp Thần trên mình, bộc phát ra. Cái này ý vận hiện lên nháy mắt, nguyên bản đem thiên địa phong tỏa Long Nguyên kiếm trận, lại là trực tiếp, mất đi thành hư không. Thanh Liên Diệt Thiên trên thân kiếm, bạo phát ra một đạo trình độ cao nhất kiếm quang chói mắt. Một đạo, liền thần tựa như cũng có thể chém chết kiếm quang. Võ đạo quy luật, ở ánh sáng bên trong, không ngừng bể tan tành. Hoa Cảnh Đào vậy nụ cười khinh miệt, đọng lại. Hoàn toàn đọng lại. Ngàn một phần vạn giây sau, Hoa Cảnh Đào điên cuồng hét lên một tiếng, vô số vảy rồng, hiện lên tại bề mặt, cả người, biến thành bán long nửa người tồn tại. Hắn lúc này, đã đem thiên long huyết, kích thích đến trình độ cao nhất. Cả người oai rồng cuồn cuộn, dung nhập vào trường kiếm trong tay bên trong. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng và phiếu đề cử nha, ngày mai đặc sắc hơn. Bây giờ Hoa Cảnh Đào nhất kích lực tuyệt đối có thể chu diệt bất kỳ chảm ách bảy tầng thiên tồn tại. Thời khắc này hắn rất tự tin, rất kiêu ngạo. Hắn muốn cho mọi người cảm giác được mình mạnh mẽ. Hắn muốn Diệp Thần thần phục ở kiếm của mình hạ. Hắn phải dùng vô tận sợ hãi chiếm đoạt những thứ này không biết sống chết con kiến hôi. Hắn cười, cuồng vọng cười. Hắn tựa như đã thấy Diệp Thần đầu lâu bị mình chặt đứt. Thậm chí nhìn thấy đối phương ánh mắt sợ hãi. Long Nguyên kiếm quyết, Thiên Long chém. Thiên Long chém, Long Nguyên kiếm quyết bên trong, mạnh nhất một chiêu. Rắc rắc một tiếng, một kiếm chém ra, Hoa Cảnh Đào trong tay thanh trường kiếm kia, thậm chí, cũng bởi vì không cách nào chịu đựng một kiếm này uy lực, mà xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Một đạo lân chảo rõ ràng vạn trượng kim long, hiện lên tại ở giữa thiên địa, uy thế vô cùng. Cho dù là một đám chảm ách trung kỳ thiên tài, ở nơi này kim long dưới oai rồng, cũng chỉ có thể run rẩy. Tất cả đại học năm thứ nhất nhóm thế lực cao tầng, cũng là không dám tin nhìn Hoa Cảnh Đào, bọn họ biết nếu như lại cho Hoa Cảnh Đào 10 năm, không. Thậm chí còn một năm, cùng Hoa Cảnh Đào đột phá hỗn độn, vậy bọn họ đối mặt một kiếm này, sẽ chết. Chỉ có Trấn Long Điện Điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, ở cười như điên, vô cùng càn rỡ cười như điên. Trấn Long Điện, từ nay về sau liền sẽ trở thành là toàn bộ thần quốc mạnh nhất mấy cái một cùng một trong những thế lực. Địa vị vô hạn lên cao. Mà hắn Bạch Ngọc Hoàng sẽ phải chịu người đời kính ngưỡng. Diệp Thần bùng nổ, mới vừa rồi quả thật hù được hắn, bất quá, ở Hoa Cảnh Đào đánh ra một kiếm ngay tức thì, hắn liền khẳng định, chết sẽ là Diệp Thần. Một khắc kia, Kim Long cùng kiếm quang tiếp xúc. Làm người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Cái này nhìn như vô cùng cường đại kim long kiếm quang, lại cũng chỉ ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, kiên trì một phần vạn cái hô hấp thời gian, liền, hoàn toàn mất đi. Hơn nữa, kiếm quang, vẫn còn ở tiến về trước, thậm chí liền tốc độ, cũng không có chút nào giảm bớt. Nháy mắt tức thì, liền đem đã là mặt đầy vẻ hoảng sợ Hoa Cảnh Đào chìm ngập. Bạch Ngọc Hoàng thời gian đầu tiên cảm giác được không đúng. Hắn phát hiện đệ tử sợ hãi. Diệp Thần võ đạo ý, lại để cho Hoa Cảnh Đào liền một chút phản kháng dự định cũng không có. Ở võ đạo ý lên, Hoa Cảnh Đào đã thua. Làm sao có thể? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bước ra một giọt máu tươi bắn vào một khối ngọc bội bên trên. Ngọc bội bị ném ra, ngay tức thì bảo vệ ở Hoa Cảnh Đào trước mặt. Một đạo tràn đầy cực mạnh lực lượng hộ thuẫn xuất hiện. Nhưng mà, Diệp Thần khóe miệng nhưng là lộ ra một đạo nụ cười. Nếu như Bạch Ngọc Hoàng tự mình tới, có lẽ còn có thể ngăn cản. Một quả hộ thân ngọc bài thật có thể thay đổi trước mắt cách cục. Không thể nào. Diệp Thần kiếm ý càng phát ra cuồng bạo, ngay tức thì phá vỡ vậy đạo hộ thuẫn. Rất miễn cưỡng đập vào Hoa Cảnh Đào trên thân hình. Hoa Cảnh Đào trên mình phân bố vết thương, vô tận đợt khí phun trào, rất miễn cưỡng đem Hoa Cảnh Đào đánh bay ra ngoài. Ước chừng khoảng trăm thước.
Bất quá, Hoa Cảnh Đào không có chết. Hộ thuẫn hấp thu phần lớn tổn thương, nếu không, Diệp Thần nhất kích có lẽ có thể đem Hoa Cảnh Đào mất đi. Không có ai biết Diệp Thần ở đó viễn cổ chiến trường giết bao nhiêu người. Hắn sát đạo ngưng luyện thành trình độ cao nhất. Thời khắc này hắn là từ tử vong trong đống bỏ ra ác ma. Tất cả mọi người bối rối. Thần cực tông Diệp Thần không phải ở thần quang nghi thức bên trong, rơi xuống tu vi sao? Không phải là cùng Hoa Cảnh Đào so sánh, một chỗ, một cái thiên sao? Không phải là nghịch thiên Hoa Cảnh Đào trong nháy mắt giết Diệp Thần sao? Làm sao hết thảy cũng trái ngược? Không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chú ý tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần từng bước hướng Hoa Cảnh Đào đi tới. Giống như tử thần bước chân. Hoa Cảnh Đào vào giờ khắc này hoàn toàn luống cuống, hắn thân thể không ngừng hướng phía sau leo đi. Hắn đưa tay ra, xem hướng mình sư phụ, khàn cả giọng nói, sư phụ, cứu ta. Bạch Ngọc Hoàng thân thể run rẩy, lửa giận cháy. Hắn cảm giác được đồ đệ của mình căn cơ đã bị tổn thương, thần quang nghi thức hết thảy đều uổng phí. Cố nhiên như vậy, nhưng hắn tuyệt không cho phép đồ đệ của mình chịu nhục. Hắn bước ra một bước, ngay tức thì chắn Diệp Thần trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, Diệp Thần, giữa tiểu bối đấu tranh, điểm đến thì ngưng. Ngươi như dám động thủ nữa, ngươi liền phải chịu đựng một cái một nhóm thế lực vô tận lửa giận. Ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải là sau lưng ngươi thần cực tông cân nhắc. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía rất nhiều người. Bị thương Ngọc Chân Tử. Những cái kia vì bảo vệ mình mà bỏ ra đau thương giá cao thần cực tông đệ tử. Diệp Thần chưa từng nghĩ qua thần quốc sẽ có một cái tông môn như thế tiếp thu mình. Hắn gây chuyện, hắn ở thần cực tông gây ra rất nhiều chuyện. Hết thảy các thứ này tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua. Hắn giống như một cái mìn định giờ. Nhưng mà, thần cực tông trưởng môn Ngọc Chân Tử và những đệ tử kia bảo vệ mình, vượt qua bọn họ sinh mạng. Bọn họ, thật cầm hắn coi thành thần cực tông một phần tử. Cùng chết sống. Điểm đến thì ngưng. Diệp Thần cười. Hắn chưa từng gặp qua một cái như vậy không biết xấu hổ người. Hoa Cảnh Đào muốn giết mình, Bạch Ngọc Hoàng vì sao không nói điểm đến thì ngưng. Đây chính là một cái đại tông tông chủ tác phong. Thằng nhóc thúi, ngươi cười cái gì? Ngươi không phải ta đối thủ. Ta. Bạch Ngọc Hoàng thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì, Diệp Thần ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đưa mắt nhìn. Hắn nhìn thấy một cái dạng gì ánh mắt. Đó là cửu địa ngục bò ra ác ma ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như trải qua viễn cổ chiến trường, chu diệt vô số người. Liền liền hắn cái này hỗn độn cường giả vậy ngắn ngủi thất thần. Nhưng chính là cái này chốc lát thất thần, Diệp Thần động. Trong tay hắn thanh liên diệt thiên kiếm bỗng nhiên bay ra. Bay về phía chân trời. Rồi sau đó, thanh liên yêu hỏa bọc toàn thân, mang Diệp Thần cảm ngộ vậy võ đạo ý vận. Từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng vào Hoa Cảnh Đào. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt ứ máu, tức giận không thôi, gầm hét lên, ngươi dám. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy sát ý, không sợ hãi chút nào nói, ta vì sao không dám. Ta Diệp Thần muốn giết người, thiên đều không cách nào ngăn trở. Huống chi ngươi Bạch Ngọc Hoàng. Một đạo mang Diệp Thần ý chí thanh âm giống như chín tầng trời chi âm hạ xuống. Rồi sau đó. Thanh liên diệt thiên kiếm mang vậy võ đạo ý vận lửa, hạ xuống đến Hoa Cảnh Đào trên mình. Hoa Cảnh Đào sợ hãi, run rẩy. Hắn muốn tránh, nhưng là căn bản không tránh được. Đụng, ánh sáng nổ bắn ra, máu văng khắp nơi. Mấy giây thời gian, ánh sáng thu liếm, vạn vật, trở về bình tĩnh, hết thảy, đều tựa như cho tới bây giờ không có phát sinh qua vậy. Chỉ là, giữa trời đất, lại cũng không có Hoa Cảnh Đào người này. Liền từng tia dấu vết, cũng không có để lại. Bình bịch, phốc thông. Từng cái tu võ người, cũng hoàn toàn sụi lơ trên đất. Không phải bởi vì, bọn họ bị công kích đánh vào, lấy Diệp Thần bây giờ cảnh giới võ đạo, cho dù là công kích dư âm, hắn cũng có thể tùy ý nắm giữ. Mà là, bởi vì quá mức rung động, đưa đến óc, đều không cách nào vận chuyển bình thường, thần hồn, cũng rơi vào bị lạc bên trong. Tình huống gì à? Mới vừa rồi còn không thể nhất thế, tùy ý liền đem vô số cường giả, hù được thiếu chút nữa tè ra quần,
phản tổ thành công, thức tỉnh vô cùng cường đại thiên long huyết mạch hoa cảnh đào, giống như thiên thần giống vậy tồn tại. Liền mẹ hắn, lại chết như vậy. Bị Diệp Thần, một kiếm chém chết. Vẫn là hoàn toàn nghiền ép, liền cặn bã cũng không dư thừa như vậy. Đây rốt cuộc là thực tế, vẫn là mộng. Nguyên bản, vậy một đám vì đệ tử mình trưởng thành, cảm thấy vô cùng vui mừng một nhóm thế lực cường giả, trong mắt chỉ còn lại có một phiến chỗ trống. Và Diệp Thần so với, đệ tử mình như vậy trưởng thành, coi là cái gì? Mấu chốt, Diệp Thần hành động này quá ngang ngược. Ngay trước vậy Bạch Ngọc Hoàng mặt giết hắn đệ tử. Vẫn là dưới con mắt mọi người. Dám hỏi thần quốc, ai có thể làm được như vậy? Chỉ có Diệp Thần. Giờ khắc này, Bạch Ngọc Hoàng trong mắt đỏ tươi, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Trong đầu hắn đã không có gì quy tắc hạn chế. Dựa theo thần minh quy tắc, hắn không thể động tiểu bối. Nhưng là hiện tại, hắn muốn Diệp Thần chết. Không tiếc hết thảy muốn Diệp Thần chết. Hỗn độn lực bỗng nhiên bùng nổ. Thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ, mà thế dường như muốn hạ xuống. Thần minh bên kia cường giả hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng là hiển nhiên không còn kịp rồi. Bây giờ Bạch Ngọc Hoàng liền là tên điên. Diệp Thần, cho ta chết. Bạch Ngọc Hoàng kiếm ra. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn câu thông lão thương, hỏi, lão thương, ta hiện tại thái hư tầng 5 trời, thậm chí khoảng cách 6 tầng thiên còn có một bước xa, dựa theo ta vượt cấp năng lực, hơn nữa võ đạo ý vận và lá bài tẩy, có được hay không dung chuyển hỗn độn cường giả. Diệp Thần không có cùng hỗn độn cường giả giao thủ qua, cho nên không cách nào xác định. Lão thương mới vừa muốn nói chuyện. Cuồng võ bá chủ thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, thằng nhóc, ngươi cũng quá xem nhẹ hỗn độn cường giả. Trảm ách cảnh, liền có một đạo phong thủy lĩnh, đó chính là trảm ách 6 tầng thiên. Trảm ách 6 tầng thiên sau đó, võ giả bước vào trảm ách hậu kỳ cực kỳ khó khăn, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi tông môn bên trong những thiên tài kia đệ tử, tu luyện nhiều năm, cũng không có bước vào trảm ách hậu kỳ sao? Trảm ách 7 tầng thiên, tầng 8 trời. 9 tầng trời giữa khoảng cách giống như rãnh trời. Cho ví dụ, chảm ách tầng 5 thiên bước vào chảm ách 6 tầng thiên có thể cần 100 tiềm lực và năng lượng, mà chém ách 6 tầng thiên đến chảm ách 7 tầng thiên, có thể cần 10.000 tiềm lực và năng lượng. Biết chưa? Thậm chí, thiên tài võ giả, vượt qua cái này một cái cảnh giới nhỏ có thể phải vạn năm. Thậm chí phổ thông võ giả, chảm ách 6 tầng thiên chính là hắn võ đạo trình độ cao nhất. Ngươi tuy có vượt cấp năng lực chiến đấu, lại bước vào thái hư tầng 5 trời, lại có cực mạnh võ đạo ý vận, nhưng ngươi bây giờ thực lực, hẳn chỉ có thể lấy chống lại chảm ách 7 tầng thiên, dĩ nhiên cũng không tuyệt đối. Ngươi còn có một cái lớn nhất vấn đề, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, chân thực cổ quái. Diệp Thần có chút thất lạc, nói thần quang nghi thức không nên có rất nhiều chỗ tốt sao? Vì sao ta cảm giác chỉ đột phá tầng trời 2, vẫn là thái hư tầng trời 2? Thậm chí ta huyết mạch cũng không có thức tỉnh. Cuồng võ bá chủ nhưng vào lúc này chân mày nhíu, tựa như vậy có chút kỳ quái. Ngay tại lúc này, lão thương lên tiếng. Thật ra thì ngươi nghi ngờ, ta nghĩ rất lâu, ngươi kết thúc thần quang nghi thức nháy mắt, vô tận năng lượng tràn vào đến luân hồi mộ địa. Rồi sau đó, lại ly kỳ biến mất. Giống như, bị một cái khác ngươi hấp thu. Còn như huyết mạch ngươi vì sao không có thức tỉnh, nguyên nhân chỉ có một. Thần quang nghi thức áp đảo hết thảy huyết mạch bên trên, nhưng không cách nào áp đảo ngươi luân hồi huyết mạch. Nói cách khác, thần quang nghi thức so với luân hồi huyết mạch, cấp quá thấp. Diệp Thần chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Một cái khác ta. Một giây kế tiếp, điện quang ở trong đầu thoáng qua. Chẳng lẽ, thần quang nghi thức năng lực toàn bộ bị cửu thiên thần long điện huyết long hấp thu. Huyết long hấp thu mình năng lượng không phải một lần. Vô cùng có thể. Bất quá Diệp Thần ngược lại không có bất kỳ oán trách. Dẫu sao huyết long càng mạnh, hắn lại càng mạnh. Thương cổ y thần gặp Diệp Thần vẫn còn đang suy tư, vội vàng nói, những thứ này trước không giải thích, mặt đối bên ngoài vậy hỗn độn cường giả nhất kích, người không có chút nào phần thắng, chỉ có chạy. Diệp Thần ngẩn ra, trở lại thực tế bên trong, nhìn vậy ngút trời kiếm ý, xích trần thần mạch kích hoạt, vừa định vận dụng cực võ thần tránh. Một cái hơi thở ngập trời cô gái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Người phụ nữ này không phải người khác. Chính là Đồ Lan Tâm.
Đồ Lan Tâm tròng mắt đông lại một cái, trắng nõn trong tay nắm ngọc kiếm nhất quét, hỗn độn lực bộc phát ra. Đồ Lan Tâm lực lượng ngay tức thì và Bạch Ngọc Hoàng đụng mở. Đồ Lan Tâm lui về phía sau 10 bước, mà Bạch Ngọc Hoàng cũng là lui về phía sau 10 bước. Bạch Ngọc Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới Đồ Lan Tâm sẽ xuất thủ, trong mắt thậm chí mang một chút cảnh giác. Đồ Lan Tâm, người đây là ý gì? Đồ Lan Tâm bảo vệ Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, không có ý gì. Một cái một nhóm thế lực tông chủ lại đối với một người học trò ra tay, thật đúng là không sợ xấu hổ. Thậm chí, nói người rác dưới cũng không quá đáng. Người sau lưng mặt tông môn, đều bị ngươi mất hết. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt càng phát ra ứ máu, tức giận nói, đệ tử ta là thần quang nghi thức nhất kinh diễm thiên tài, là thần quốc quang vinh. Thần cực tông Diệp Thần giết đệ tử ta, hắn tìm có thể giết. Tội không thể tha. Đồ Lan Tâm cười lạnh một tiếng, quang vinh. Nếu thật là quang vinh, làm sao có thể bị ta thần cực tông đệ tử Diệp Thần một kiếm chém chết? Ngươi tông môn không xứng với quang vinh hai chữ. Bất quá có hai chữ, ngược lại là thích hợp, nói thí dụ như đáng xấu hổ. Lại nói thí dụ như rác rưởi. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Đồ Lan Tâm những lời này tương đương với tại chỗ vung Bạch Ngọc Hoàng một cái bạt tai à. Vậy quá bá đạo đi. Bạch Ngọc Hoàng trong mắt tựa như ngọn lửa cháy, sát ý phun trào, hắn và Đồ Lan Tâm động thủ, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Ngay tại hắn muốn xông về Đồ Lan Tâm nháy mắt, quỷ đao môn môn chủ Âm Tôn ra tay. Hắn đao ý phun trào, lại xông về Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm, ngươi chân thực thật là quá đáng. Ta là Bạch huynh cảm giác bất công. Hôm nay liền lãnh giáo ngươi mấy phần. Đồ Lan Tâm con ngươi đông lại một cái, đối với Diệp Thần nói, đi. Nói xong, liền hướng quỷ đao môn môn chủ Âm Tôn đi. Đao kiếm hòa vào nhau, ngày ngày gió lớn cuốn lên. Hai người hỗn độn lực, tự thành biên giới, lúc này mới không cách nào ảnh hưởng đến người khác. Nếu không, tại chỗ rất nhiều tông môn đệ tử và trưởng lão cũng sẽ bị thương. Bạch Ngọc Hoàng cười. Hắn biết quỷ đao môn vì sao lúc này ra tay. Đây là cho hắn cơ hội. Diệp Thần cũng là quỷ đao môn cửu nhân. Cho nên, hôm nay, Diệp Thần phải chết. Làm tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây Diệp Thần và Bạch Ngọc Hoàng trên người thời điểm. Một cái thiếu nữ khăn che mặt đột nhiên xuất hiện ở khúc gia chủ trước mặt. Cái này thiếu nữ khăn che mặt không phải người khác, chính là Kỳ Tư Thanh. Nàng biết dưới mắt mình không cách nào đối kháng Bạch Ngọc Hoàng, vậy cũng chỉ có thể mượn lực. Khúc gia chủ từ đầu tới cuối liền chú ý Kỳ Tư Thanh, bây giờ thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, tại chỗ liền phải quỳ xuống, lại là hô to, lão tổ. Nhưng mà, cái khăn che mặt hạ lại truyền tới một đạo thanh âm đạm mạc, im miệng. Khúc gia chủ lúc này mới ý thức được tình hình, tại chỗ ngoan ngoãn im miệng. Hắn nhưng mà hỗn độn cường giả, thân phận tôn quý. Nếu là bị người phát hiện một màn này, tuyệt đối sẽ kinh điệu cằm. Hỗn độn cường giả vô cùng cao ngạo, lại đang chảm ách trước mặt thiếu nữ như vậy tư thái. Không thể tưởng tượng nổi. Gió mát lững lờ. Cái khăn che mặt hạ như ẩn như hiện tuyệt đẹp gương mặt, chậm rãi mở miệng. Vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử tính cách không tệ, ta chẳng ngờ hắn chết hiểu quá sớm, ngươi hiểu ý của ta không? Khúc gia chủ thân thể ngẩn ra, chợt gật đầu. Một giây kế tiếp, chính là biến mất ở Kỳ Tư Thanh trước người. Bạch Ngọc Hoàng cười, ở một phần vạn giây trong thời gian, kiếm hắn mang theo vô biên hỗn độn ý đã phá vỡ hết thảy. Lập tức phải đâm thủng Diệp Thần thân thể. Ở hắn xem ra, vậy không có thể một đời cao cấp thiên tài, có lẽ lúc này chết. Dĩ nhiên, hắn Bạch Ngọc Hoàng sẽ phải chịu thần minh trừng phạt. Thậm chí còn rất nhiều một cùng tông môn chỉ trích. Nhưng, vậy có trọng yếu không? Hắn mất đi quật khởi cơ hội. Trừng phạt vạn năm thì như thế nào? Dù là đánh cuộc tông môn tương lai, hắn vậy muốn giết thằng nhóc này. Vô biên kiếm ảnh phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần không nhúc nhích. Bởi vì có một giọng nói ở hắn đầu óc truyền tới. Đó là hồi lâu không lên tiếng Phong Thanh Dương. Diệp Thần, cuối cùng một kiếm, cái gọi là lục đạo quy nhất, kiếm thứ bảy, vi sư cũng nên dạy ngươi. Vi sư trong cuộc đời may mắn nhất chính là gặp phải ngươi. Vi sư kiếm, là kiếm đạo trình độ cao nhất.
Nhưng vậy là sinh mạng một kiếm. Vi sư bản thể đều không từng thi triển. Nhưng là, vi sư luôn muốn trên đời gian lưu tồn cái gì? Là tín ngưỡng? Là truyền thuyết? Vi sư nghi ngờ tới, cho đến mới vừa, vi sư tỉnh ngộ. Kiếm chi đạo, là bỏ ra. Lấy mệnh nhiễm kiếm. Đúng rồi, còn nhớ mới vừa gia nhập tông môn vị kia Trương đạo sư sao? Thật ra thì vi sư hướng dẫn qua hắn, từ bối phận đi lên nói, hắn hẳn gọi ngươi là sư huynh. Ngươi tiến vào thần cực tông, có lẽ chính là một loại duyên phận. Có thần cực tông che chở ngươi, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Diệp thần trong mắt ngậm nước mắt. Phong Thanh Dương bầu bạn mình quá lâu. Cố nhiên biến mất là thần niệm, nhưng là hắn còn chưa bỏ. Sư phụ, ta có lẽ có thể ngăn cản, ngươi không cần ra tay. Ta còn không hy vọng ngươi tiêu tán. Thật không hy vọng. Phong Thanh Dương mới vừa muốn nói cái gì, một đạo thân ảnh đi ra. Không phải người khác, chính là Thương Cổ Y Thần. Thương Cổ Y Thần nhìn một cái Phong Thanh Dương, sau đó đối với Diệp Thần nói, đồ nhi, chờ lát nữa ngươi dựa theo ta nói làm, ta có thể lớn nhất hạn độ bảo vệ ngươi. Vị này lục đạo kiếm thần cũng không cần tiêu tán. Diệp Thần ngẩn ra, có chút kích động thật. Thương Cổ Y Thần gật đầu một cái, bất quá hao tổn một ít năng lượng, đối với ta lại nói, không tính là quá nhiều. Ngươi còn nhớ ở Thương Cổ Môn lấy được vậy cái thiên nộ linh châm sao? Nhớ, Diệp Thần gật đầu một cái. Thương Cổ Y Thần mới vừa muốn nói cái gì, lại là một đạo ngang ngược thanh âm vang lên. Thằng nhóc, không muốn Thương Cổ Y Thần lực lượng, ta cho ngươi ra chỉ toàn võ đạo ý vận, vậy hỗn độn cường giả nhất kích, có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thanh âm này đến từ cuồng võ bá chủ. Diệp Thần nhìn các vị đại năng là tự nghĩ biện pháp, cảm động vạn phần. Hắn đi tới thực tế bên trong, tròng mắt nhắm lại, rồi sau đó mở ra, sát ý ngưng tụ. Lại hướng Bạch Ngọc Hoàng một kiếm đi. Bạch Ngọc Hoàng cũng có điểm không biết rõ tại sao, nhưng không có bất kỳ khinh thị, lực lượng hoàn toàn phóng thích. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một cái trường thương đột nhiên bay ra. Trực tiếp đụng vào Bạch Ngọc Hoàng trên thân kiếm. Chấn động to lớn hỏa khí sóng tung lên, Bạch Ngọc Hoàng khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại trong tương lai đi. Sau đó, nặng nề đập xuống đất. Bị thương rất nghiêm trọng. Bạch Ngọc Hoàng biết, có người đánh lén mình. Ai dám ở dưới con mắt mọi người đánh lén một cái một cùng tông môn tông chủ. Cái nào tiểu nhân hèn hạ, cút ra đây. Bạch Ngọc Hoàng gầm hét lên. Nhưng mà... Hắn thanh âm rất nhanh hơi ngừng. Chỉ vì là hắn đứng trước mặt một cái cẩm y người đàn ông trung niên, không giận tự uy, tay cầm phong cách cổ xưa trường thương, phóng thích cực mạnh uy nghiêm. Chính là Khúc Gia gia chủ. Khúc Gia gia chủ trường thương một chuyển, hung hãn cắm ở trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nói, khẩu khí thật là lớn. Dám nói ta Khúc Tuyết Dũng cút, ngươi là thần quốc cái đầu tiên. Bạch Ngọc Hoàng bối rối. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Khúc Gia gia chủ Khúc Tuyết Dũng cũng ra tay. Mấu chốt Khúc Gia là viễn cổ gia tộc, càng và Thiên Đạo Cung có rất lớn liên lạc à. Bàn về địa vị, so một cùng tông môn còn muốn tôn quý à. Bạch Ngọc Hoàng nhìn hung thần ác sát Khúc Tuyết Dũng, nuốt nước miếng một cái, hắn tuy là một cùng tông môn tông chủ, nhưng cũng không dám và Thiên Đạo Cung dính vào cừu hận à. Khúc Gia nhưng mà có người ở Thiên Đạo Cung vị trí nòng cốt thượng tọa chấn à. Khúc Gia chủ, hiểu lầm, ta không biết là ngài. Ta chỉ bất quá muốn đối phó thằng nhóc con kia Diệp Thần. Ta, nhưng mà, Bạch Ngọc Hoàng lời còn chưa nói hết, Khúc Tuyết Dũng bước ra một bước, mặt đất chấn động, thời đại viễn cổ, ta tổ tiên sáng lập cửu thiên ghi chép, danh chấn thần quốc. Mà ngày nay, cái này kêu Diệp Thần thanh niên thiên tài. Sáng lập mạnh hơn ghi chép, càng dùng tuyệt đối thực lực chu diệt thiên long huyết mạch hoa cảnh đào. Con đường võ đạo, vốn là mạnh hiếp yếu, có gì tranh cãi? Người dựa vào mình vạn năm tu vi, bước vào hỗn độn, đối phó một cái căn cốt bất quá trăm tiểu bối. Tim có thể giết à? Bạch Ngọc Hoàng chợt lắc đầu, không phải. Ta là vì học trò trả thù. Khúc Tuyết Súng trường thương nâng lên, chợt đập một cái. Mặt đất nứt ra tiếp tục nói, hướng Diệp Thần tiểu huynh đệ nói xin lỗi. Hướng thần quốc võ đạo nói xin lỗi. Bạch Ngọc Hoàng tròng mắt trợn to. Nói xin lỗi. Hướng Diệp Thần nói xin lỗi.
đây quả thực là làm nhục hắn. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, Khúc Tuyết Dũng sau lưng lại xuất hiện mấy vị ông già, những thứ này ông già cũng đều là Khúc gia cao cấp trưởng lão cấp bậc tồn tại à. Tất cả đều là hỗn độn cảnh. Thậm chí có một vị thái thượng trưởng lão. Cái này Khúc Tuyết Dũng làm sao mang nhiều trưởng lão như vậy đi ra? Nổi điên làm gì? Chẳng lẽ chính là vì làm nhục mình? Hắn vừa nhìn về phía sau lưng mình tông môn các trưởng lão, rối rít lui về phía sau mấy bước, dường như muốn và hắn giữ một khoảng cách. Hắn quả đấm nắm chặt, thậm chí có máu tươi xông ra, như lửa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, hô lớn, thật xin lỗi. Khúc Tuyết Dũng gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu huynh đệ, có hài lòng không? Hắn thật ra thì như vậy thì kém không nhiều điểm đến thì ngưng. Dẫu sao chó nóng này sẽ nhảy tường, hỗn độn cường giả tức giận thật không đơn giản. Nhưng mà Diệp Thần không nói gì, từng bước hướng Bạch Ngọc Hoàng đi tới. Khi đi đến trọng thương Bạch Ngọc Hoàng trước mặt, Diệp Thần bước chân dừng lại. Cuồng bạo sát ý giấy lên hừng hực lửa lớn. Huyền diễm, thanh liên yêu hỏa bao gồm Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần vào giờ khắc này vô cùng chói mắt. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Ngọc Chân Tử trên mình. Ngọc Chân Tử khóe miệng có máu, sắc mặt trắng bệch. Cái đó thần cực tông sư tôn, bị thương. Cái đó che chở sư tôn của hắn, bị thương. Cái đó để cho hắn cảm nhận được thần quốc ấm áp sư tôn, bị thương. Diệp Thần đau lòng. Như luân hồi mộ địa những cái kia sư tôn như nhau. Hắn muốn bảo vệ một ít thứ. Dù là đối mặt là hỗn độn cường giả thì như thế nào? Diệp Thần ánh mắt lần nữa rơi vào Bạch Ngọc Hoàng trên mình, từng chữ từng câu mở miệng nói. Trấn Long Điện, Bạch Ngọc Hoàng, nửa năm sau đó, ngươi ta cuộc chiến sinh tử, hôm nay ngươi động ta sư tôn Ngọc Chân Tử, nửa năm sau đó, ta muốn ngươi mệnh trả lại. Trấn Thiên Chi âm vang khắp ở trên quảng trường. Đồ Lan Tâm bối rối. Khúc Tuyết Dũng bối rối. Ngọc Chân Tử nhưng rơi lệ. Hắn phát hiện mình tổn thương, không đau. Hắn thu một cái không chỉ thiên phú nghịch thiên, liền xem nhiều đều như vậy chi đang học trò. May mắn vậy. Nhưng là, nửa năm, Thái Hư Cường Giả thật có thể vượt qua tầng trời hai tiệm vậy trở ngại, chém chết hỗn độn cường giả. Cái này, có thể sao? Dõi mắt thần quốc lịch sử. Dõi mắt thời đại viễn cổ. Cũng không thể à. Mà Bạch Ngọc Hoàng, trực tiếp quỳ xuống trên đất, cười, giữ tợn cười. Trấn Long Điện hy vọng, mặc dù tan vỡ, nhưng là hắn có chính tay đâm Diệp Thần hy vọng. Lần này, không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Hắn có thể sống sống hành hạ Diệp Thần. Tất cả mọi người đều không cách nào thanh tỉnh. Bọn họ cũng không rõ ràng Diệp Thần vì sao sẽ nói ra cái này đối với mình bất lợi ước định. Nếu như không có cái này nửa năm ước hẹn, thần cực tông từ bây giờ về sau, liền sẽ lên đỉnh thần quốc đỉnh cấp. Nhảy một cái thành là thần quốc cường đại nhất, nhất không thể dung chuyển một nhóm thế lực. Thậm chí mọi người không nghi ngờ chút nào, cho Diệp Thần 10 năm sau, Diệp Thần một cái ý niệm, là có thể để cho thần quốc một nhóm thế lực Trấn Long Điện, không còn gì vô tồn. Nhưng vì cái gì muốn nửa năm sau cuộc chiến sinh tử? Dù là một năm hết Tết đến cũng được à? Nửa năm, quá ngắn. Ngắn đến Diệp Thần có thể đều không cách nào vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Diệp Thần lúc này, lại không có để ý sẽ Bạch Ngọc Hoàng, hắn đi tới Ngọc Chân Tử bên người, nhẹ nhàng đỡ dậy. Rồi sau đó, châm cứu chấp động, một viên thuốc vào cơ thể. Ngọc Chân Tử tổn thương, tựa hồ tốt hơn nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu an ủi Lâm Nhã Cầm, Sở Doanh cùng nữ. Các nàng lấy là Diệp Thần chết, đều là vô cùng thương tâm, thậm chí đều có tự vận ý tưởng. Một tất cả trưởng lão, vậy đi tới, nhưng là mặt đầy đờ đẫn, đến hiện tại, còn có chút không thể nào tin nổi mình thấy được hết thảy. Nguyên bản, cũng đã chết Diệp Thần, đột nhiên sống lại, còn một chiêu, giết trong nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ thần quốc cường giả Hoa Cảnh Đào. Cảm giác này, thật là liền so Phạm Tiến Trung cử, còn kích thích 100 triệu lần à. Thay đổi nhanh chóng, lại tới nửa năm ước hẹn. Bọn họ không nổi điên cũng coi là tốt. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần hướng Khúc gia đi tới, vốn định nói cảm ơn, nhưng phát hiện Khúc gia gia chủ và một tất cả trưởng lão đã rời đi. Sau đó hắn lại đi Lạc Hà Tông.
Dẫu sao ở hắn nguy hiểm thời khắc, một cái kêu là Kỳ Yên cô gái từng xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, Lạc Hà Tông một vị trưởng lão nhưng cho biết. Diệp công tử, Kỳ Yên có rất nhiều cảm ngộ, đã rời đi, chuẩn bị bế quan, xin không nên quấy rầy. Diệp thần không biết làm sao, chỉ có thể rời đi. Thần quang nghi thức, rốt cuộc hạ màn, thần quốc thế lực lớn nhỏ, vậy rối rít quay trở về mình tông môn. Đồng thời, bọn họ cũng đem liên quan tới Diệp thần truyền thuyết, mang về. Dẫn tới thần quốc mỗi một xó xỉnh. Từ ngày này bắt đầu, Diệp thần tên chữ, đem ở thần quốc, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Thần cực tông. Khoảng cách thần quang nghi thức kết thúc, đã qua một tháng thời gian, hiện tại thần cực tông đệ tử, mỗi một người đều là vô cùng kiêu ngạo, bởi vì bây giờ thần cực tông, bởi vì Diệp thần quan hệ, đã không lại là một nhóm thế lực tồn tại lót đáy. Mà hôm nay, Diệp thần biết tự có đầy đủ thế lực, liền đem linh võ đại lục lên Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Tử Ngưng, Phần Anh, Diệp Lăng Thiên các người, nhận được thần cực tông sau đó, liền trực tiếp bế quan. Hắn cắn nuốt vậy đạo ma hồn, lấy được chỗ tốt, quá lớn. Phải thật tốt tiêu hóa một chút. Mặc dù thần quang nghi thức phần lớn thu hoạch bị huyết long cướp lấy, nhưng còn lại chỗ tốt vậy đủ hắn tiêu hóa. Bất quá, để cho Diệp thần có chút kỳ quái phải, Diệp Lạc Nhi cũng không có ở Thánh Long gia tộc. Diệp Lạc Nhi rời đi. Tựa hồ là đi theo Vĩnh Lão rời đi. Có thể Vĩnh Lão cũng không có cho biết qua mình liên quan tới Diệp Lạc Nhi bất kỳ sự việc. Trừ cái này ra, còn có một việc rất kỳ quái, Đồ Lan Tâm từ thần quang nghi thức sau đó, vẫn không có xuất hiện. Tựa như nhân gian bốc hơi. Hắn hỏi qua Ngọc Chân Tử. Ở thần quang nghi thức sau đó, Đồ Lan Tâm liền một mình đi ra ngoài, tựa hồ có chuyện gì, đến nay, vẫn không có hiện thân. Diệp thần cũng không nghĩ nhiều. Dưới mắt, khoảng cách nửa năm ước hẹn còn có 4 tháng. Hắn phải mau sớm tăng lên thực lực. Vạn Thành Huyền là thần quốc thập đại đô thành một trong. Đồng thời, cũng là số ít không thuộc về thần minh quản hạt đô thành một trong. Đây là bởi vì, Vạn Thành Huyền bên trong phần lớn cư dân, cũng không phải là nhân tộc. Mà là nhân ma tộc. Cái này Vạn Thành Huyền, do nhân ma tộc tự đi thống trị, quản lý. Vạn Thành Huyền bên trong, có một tòa vô cùng xa hoa, diện tích cực kỳ rộng lớn cung điện, tọa lạc tại đô thành vị trí trung tâm. Nơi này, chính là triều đại ma hoàng cư trú Vạn Ma Thánh Điện. Thế hệ này ma hoàng, là Vân Vô Hình. Bất quá, có chút quỷ dị chính là, Vân Vô Hình đã cực kỳ lâu, không có ở thần quốc hiện thân. Lúc này, mà cùng bên trong, một người mặc cẩm y tím mâu người trung niên, tránh thần sắc cung kính hướng về phía một người mặc quần đen nhân ma tộc nữ tử hỏi, Thánh nữ điện hạ, xin hỏi, bệ hạ hắn còn không có xuất quan sao? Nhân ma tộc. Đem ma hoàng gọi là bệ hạ. Tên kia quần đen cô gái, lắc đầu nói, Hồng lão, bệ hạ từ cùng họ Đồ kia tiện nhân giao thủ sau này, đã bế quan gần 100 năm, ta cũng không biết lúc nào mới sẽ xuất quan, nếu không, ngươi đi về trước, cùng bệ hạ sau khi xuất quan, ta lại phái người thông báo ngươi. Tên này người trung niên, chính là Hồng gia gia chủ, Hồng Đăng Nguyên. Nhắc tới, Hồng gia ở nơi này Vạn Thành Huyền bên trong. Vậy cũng coi là hoàng thân quốc thích. Hồng gia tổ tiên cùng Vân gia, quan hệ chính là cực tốt, Hồng Đăng Nguyên, lại là cưới vợ ma hoàng Vân Vô Hình một người bà con xa đường muội làm vợ. Nếu không, lấy Hồng gia hai các gia tộc thực lực, làm sao có thể bảo được vậy nửa bước viễn cổ cấp võ. Từ Hồng Diễn cùng Hồng Bi sau khi chết, Hồng Đăng Nguyên chính là đau buồn muốn chết, đem Diệp thần cùng thần cực tông hận thấu xương. Nhưng mà, Hồng gia chính là một cái hai nhóm thế lực, làm sao cùng thần cực tông đấu. Hai cái nhi tử sau khi chết, hắn liền đi tới cái này Vạn Thành Huyền, trực tiếp tiến vào ma cung bên trong, bái kiến ma hoàng Vân Vô Hình. Nhưng là, Vân Vô Hình từ 100 năm trước, cùng Đồ Lan Tâm đánh một trận sau đó, liền một mực bế quan, mấy tháng qua này, hắn nhiều lần cầu thấy không biết bao nhiêu lần, lấy được trả lời nhưng đều là giống nhau. Hồng Đăng Nguyên nghe vậy. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá, rất nhanh lại kiên định lắc đầu nói, ta phải chờ tới bệ hạ xuất quan. Hắn hai cái nhi tử đều chết hết, trở về. Hắn còn có thể trở về nơi đó đâu. Bỏ mặc Vân Vô Hình, lúc nào xuất quan, hắn đều phải chờ đợi. Có thể sớm một khắc thấy Vân Vô Hình,
mời Vân Vô Hình thay hắn nhi tử trả thù, hắn chờ bao lâu, đều đáng giá. À, nhân ma tộc thánh nữ Mạc U lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, nàng rõ ràng Hồng Đang Nguyên tâm tình lúc này, Hồng ra hai cái nhi tử, đều chết hết, hơn nữa Hồng Đang Nguyên và Vân Vô Hình, còn có một chút quan hệ thân thích, chẳng lẽ, nàng còn có thể đuổi Hồng Đang Nguyên đi? Ngay tại lúc này, Vạn Ma Thánh Điện bên trong nơi nào đó, đột nhiên, truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn. Cả tòa Vạn Ma Thánh Điện, đều là khẽ run lên. Đồng thời, một cổ vô cùng động trời hơi thở, từ Vạn Ma trong Thánh Điện, phóng lên cao. Mạc U cùng Hồng Đăng Nguyên, đều là vô cùng khiếp sợ hướng hơi thở truyền tới phương hướng nhìn. Một khắc sau, Mạc U mặt đẹp bên trên, hiện lên một cổ vẻ mừng rỡ như điên, kinh hô cái này. Đây là Ma Hoàng Bệ Hạ hơi thở. Bệ Hạ, hắn xuất quan. Hồng Đăng Nguyên nghe vậy run lên, ngay sau đó, khóe miệng nâng lên một cái vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Diệp Thần, Thần Cực Tông, ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, Vạn Ma Thánh Điện Chánh Điện bên trong. Một người mặc áo bào đen, mặt mũi lạnh lùng, bá đạo bên trong, tiết lộ ra ba phần tà mị, ấn đường có một đạo ngọn lửa đường vân, hai tròng mắt tím đậm, giống như muôn vàn tinh thần, hội tụ trong đó, vô cùng anh tuấn người đàn ông trung niên, đứng ở trong điện. Một đạo vết nứt không gian, ở hắn sau lưng, chậm rãi khép lại. Người này, chính là Ma Hoàng Vân Vô Hình. Vân Vô Hình hơi thở hào hển, trên mình lại là mang không thiếu vết thương cùng vết máu, nơi nào xem là mới vừa xuất quan dáng vẻ. Ngược lại, giống như là trải qua vô cùng là thảm thiết chiến đấu vậy. Mà ở Vân Vô Hình trên mình, bất ngờ còn có một cái cực kỳ quỷ dị thi thể. Một cái da xanh đen, phía trên trải rộng rậm rạp chằng chịt kỳ dị đường vân, hai tròng mắt tối tăm tím, trong cơ thể chảy ra máu, cũng không phải là đỏ tươi, mà là sâu màu đen thi thể. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cổ thi thể này, cùng hắn ở viễn cổ chiến trường ảo cảnh bên trong, nhìn thấy vực ngoại thiên ma, vô cùng tương tự. Vân Vô Hình nhìn cổ thi thể này, sắc mặt vô cùng làm khó xem, mặc dù, cuối cùng chết là cái này vực ngoại thiên ma, nhưng, Vân Vô Hình rất rõ ràng, hắn nhưng mà thiếu chút nữa, liền bởi vì tên này mà bỏ mạng à. Hắn không nhịn được. Có chút tức giận mắng, cái gì triều đại ma hoàng lưu lại tăng cường thực lực bí pháp. Lại, chính là mở ra một đạo không gian đường hầm, tiến vào một nơi cùng vực ngoại tiếp giáp không gian, cũng đem ta giam ở bên trong trên trăm năm. Hắn cắn răng, vô cùng bực bội, từ bị Đồ Lan Tâm sau khi đánh bại, hắn vô cùng sỉ nhục, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực, thậm chí, thử vạn ma trong thánh điện cấm kỵ phương pháp. Ai nghĩ tới, cái này cấm kỵ phương pháp. Chính là cầm bọn họ đưa đến một nơi cùng vực ngoại tiếp giáp không gian bên trong. Càng mấu chốt chính là, mở ra không gian đường hầm năng lượng, vô cùng to lớn, một lần mở sau đó, ít nhất cũng phải góp nhặt trăm năm, mới có thể lần nữa mở ra. Chỗ này không gian, tồn tại không thiếu vực ngoại thiên ma. Cũng may, không có thực lực đặc biệt kinh khủng tồn tại. Nhưng, vậy hoàn toàn không phải thần quốc võ giả, có thể so sánh à. Khi tiến vào cái này vực ngoại không gian trước, Vân Vô Hình đã là thần quốc đỉnh cấp trăm vị một trong cường giả, sớm ở trăm năm trước, hắn thực lực, thậm chí cũng đã áp đảo phần lớn một nhóm thế lực cường giả bên trên. Nhưng mà, tiến vào cái này vực ngoại không gian sau đó, nhưng là cơ hồ thành tầng dưới chót nhất tồn tại à. Ban đầu, Vân Vô Hình thật là chật vật tới cực điểm. Cả ngày trốn đông núp tây, dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên thực lực. Mới vô cùng là miễn cưỡng sinh tồn. Thậm chí, ở trở lại trước, còn bị một người vực ngoại thiên ma để mắt tới, cho đến tiến vào không gian đường hầm một khắc trước, Vân Vô Hình mới đưa hắn chém chết. Bất quá! Vân Vô Hình hai tay nắm chặt, một cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ, phóng lên cao. Cảm thụ trong cơ thể vậy vô cùng kinh khủng lực lượng, hắn trên gương mặt, lại hiện lên một đạo nụ cười. Nguy hiểm, mặc dù là nguy hiểm, nhưng... Nếu như có thể sống sót, tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Hắn bây giờ, so với tiến vào vậy vực ngoại không gian trước, thực lực đã tăng lên vô số lần. Có lẽ lại đối mặt Đồ Lan Tâm, hắn có thể dễ như trở bàn tay chém chết. Vân Vô Hình tím màu bên trong, ánh sáng lóe lên, cười lạnh nói, Đồ Lan Tâm, hiện tại, ngươi còn có thể cự tuyệt bổn hoàng sao? Ngay tại lúc này, Chánh Điện ra,
đột nhiên, lóe lên hai bóng người. Chính là Hồng Đăng Nguyên cùng Mạc U. Hai người vừa thấy được Vân Vô Hình, đều là vô cùng được hưng phấn, quỳ xuống đất hành lễ nói, gặp qua Ma Hoàng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ xuất quan, tu vi tiến nhiều. Bất quá rất nhanh, hai người cũng chú ý tới Vân Vô Hình trước người cỗ thi thể kia, không khỏi mặt hiện chấn động tủng vẻ. Cái này, đây là một cái vực ngoại thiên ma thi thể à? Nhìn như, vẫn là vô cùng là cường đại như vậy. Vân Vô Hình nhìn hai người, chân mày khều một cái nói, đứng lên đi, Hồng Đăng Nguyên, ngươi làm sao tới? Ta vậy hai cái chất nhi, có tốt không? Hồng Đăng Nguyên nghe vậy, trong mắt lóe lên vô cùng là đau buồn vẻ, trầm giọng nói, bẩm bẩm bệ hạ. Phi thần lần này tới, chính là phải nói cho bệ hạ, Hồng Diễn và Hồng Bi, cũng đã chết. Hy vọng bệ hạ, có thể là ta Hồng gia, chủ trì công đạo. Cái gì? Vân Vô Hình nghe vậy, tím mâu bên trong, thoáng qua một đạo lửa giận. Hắn, nhưng mà khá là coi trọng Hồng gia vậy hai đứa bé. Lấy bọn họ tu võ tư chất, tương lai ở thần quốc, nhất định rất nhiều thành tựu. Đối với cả người ma tộc mà nói, đều là vô cùng người trọng yếu mới à. Đặc biệt, là Hồng Diễn. Vân Vô Hình, thậm chí cho rằng Hồng Diễn thành công là nhiệm kỳ kế ma hoàng tiềm lực. Lại, đều chết hết. Vân Vô Hình sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, là ai? Là ai, dám giết người ta ma tộc thiên tài? Hắn bây giờ, có tự tin, đem toàn bộ thần quốc, dẫm ở dưới chân, để cho những cái kia cái gọi là thần quốc cường giả đỉnh phong, làm run rẩy. Bất luận là ai, giết Hồng Diễn cùng Hồng Bi, Vân Vô Hình, đều phải đối phương trả giá thật lớn. Lập tức, Hồng Đăng Nguyên đem Hồng Diễn khiêu chiến Diệp Thần, bị Diệp Thần giết chết, liền đi trước xem cuộc chiến Hồng Bi, đều bị Ngọc Chân Tử tiêu diệt chuyện, một nói một chút. Vân Vô Hình sau khi nghe xong, trên gương mặt, hiện lên vẻ uy nghiêm nói, thần cực tông sao? Ha ha, bổn tôn, vừa vặn có chuyện muốn cùng cái này thần cực tông giải quyết. Đúng rồi, Đồ Lan Tâm tiện nhân kia hiện tại hẳn ở thần cực tông đi. Hồng Đăng Nguyên vội vàng nói, Đồ Lan Tâm trước đây không lâu, đã rời đi thần cực tông, một chút tin tức cũng không có. Vân Vô Hình vung tay lên, nhàn nhạt nói, đáng tiếc. Chuyện này, bổn hoàng sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, hiện tại, các ngươi lùi xuống trước đi đi, bổn tôn muốn chữa thương. Hồng Đăng Nguyên cùng Mạc U, hai mắt nhìn nhau một cái, cung kính lui ra. Sau khi hai người đi, Vân Vô Hình nhìn trên đất vậy cái vực ngoại thiên ma thi thể, tím mâu bên trong, hiện ra đậm đà vẻ tham lam, lại là nắm lên thi thể kia, gặm nhai. Hắn, ở đó vực ngoại không gian tu hành trong quá trình, phát hiện một cái đại bí mật. Chính là cao cấp thiên ma máu thịt, đối với nhân ma tộc mà nói, lại là vật đại bổ. Thậm chí, có thể tăng cường huyết mạch lực. Chỉ tiếc, bây giờ thần quốc, cho dù có vực ngoại thiên ma xâm lược, phần lớn cũng chỉ là một ít rác dưới sơ đẳng ma tộc mà thôi. Làm xong hết thảy các thứ này, trong tay hắn cầm ra một khối phong cách cổ xưa ma cốt. Tường tận một lát sau ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi hội tụ. Vô tận ma khí phun trào. Vân Vô Hình bên người lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc tồn tại. Mặc dù tu vi không bằng Vân Vô Hình, nhưng dõi mắt thần quốc, vậy không thể coi thường. Vân Vô Hình nhìn cái này tôn phân thân, nhàn nhạt nói, bổn hoàng bây giờ còn có tổn thương, hơn nữa chính là con kiến hôi chân thực không đáng giá được bổn hoàng ra tay, người cái này phân thân lại đi thần cực tông đòi lại chút lợi tức đi. Bên trong cơ thể ngươi ma cốt đến từ vực ngoại một đầu đặc thù thiên ma, này thiên ma có huyết mạch trấn áp năng lực, mặc dù cảnh giới của ngươi mới chạm ách tầng 8 trời, nhưng là đối với thần quốc hỗn độn cường giả có cực mạnh huyết mạch áp chế năng lực, có cái này áp chế ở đây. Thần cực tông hỗn độn cảnh hẳn rất khó khăn tổn thương ngươi, thậm chí có thể sợ hãi ngươi. Cầm Diệp Thần đầu người trở về. Thuận tiện, để cho thần cực tông bỏ ra một ít giá phải trả. Vậy chảm ách tầng 8 thiên phân thân Vân Vô Hình gật đầu một cái, ưng. 7 ngày sau, thần cực tông. Một người đệ tử, đang núi gian tạt qua, đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, hướng một cái hướng khác chân trời nhìn lại. Chỉ gặp chân trời. Cuồn cuộn mây đen phun trào, đang bằng tốc độ kinh người, thật nhanh chớp động. Đây là, tên đệ tử kia chợt con ngươi co rúm một cái. Vậy nơi nào, là cái gì mây đen?
mà là vô biên vô tận ma khí à? Trong phút chốc, vậy ma khí thì đã tràn đầy kéo dài tới liền thần cực tông chỗ ở núi thần gia, cuồn cuộn ma khí, trực tiếp đem đúng ngôi thần sơn bao vây trong đó. Ma khí bên trong, hiện ra ba đạo thân ảnh. Phân thân vân vô hình mặt đầy vẻ ngạo nghễ đứng bất động ở trong hư không, nhìn trước mắt thần bảo vệ núi trùng trùng mây mù, trong con ngươi, thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn trong con ngươi ánh sáng tím đại thịnh, bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía thần cực tông quát to, thần cực tông Diệp Thần, Ngọc Chân Tử, ngươi cùng Chu Diệt người ta ma tộc Hồng Diễn, Hồng Bi hai người, bổn tôn vân vô hình, hàng phạt nơi này, mau đi ra nhận lấy cái chết. Vô tận sóng âm, mang thiên ma huyết mạch uy áp, lại là kích được núi thần ra, hộ sơn đại trận biến thành xương trắng, một hồi kích động. Cái này sóng âm, thật giống như ma thần khẩu dụ vậy, mang vô tận uy năng, vét sạch toàn bộ thần cực tông. Thần cực tông bên trong, rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử, lại là nghe được vân vô hình hét lớn ngay tức thì, rối rít thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, kêu thảm một tiếng, hôn mê ngã xuống đất. Bá! Mấy đạo nhân ảnh chớp mắt, xuất hiện ở thần cực tông bầu trời, chính là Ngọc Chân Tử cùng với một tất cả trưởng lão. Lúc này, mặt của bọn họ lỗ bên trên, nhưng là mang nồng nặc vẻ ngưng trọng. Một tiếng quát to, cách vậy hộ sơn đại trận, vẫn còn có này cùng uy năng. Phải biết, cho dù là một nhóm thế lực trưởng lão, lấy hỗn độn lực ra tay đối phó thần cực tông, ở hộ sơn đại trận phòng vệ dưới, sợ rằng, cũng không có như vậy hiệu quả à. Cái này vân vô hình, lúc nào đổi được như vậy kinh khủng. Chỉ là một tiếng quát to, uy lực lại là đạt tới kinh khủng như vậy bước. Cái này, đây quả thực, là quỷ thần khó lường oai à. Đại trưởng lão trên mặt viết đầy nghiêm túc, hắn không sợ chết, nhưng là, cách mây mù, mơ hồ thấy được vân vô hình bóng người, linh hồn chỗ sâu, liền bạo phát ra một loại so tử vong, mạnh hơn dù sao cũng lần khó hiểu sợ hãi à. Đó là... đối với lực lượng, đối với vượt xa mình trí cường sợ hãi. Mấu chốt, cái này vân vô hình cảnh giới không đúng à? Ngàn năm trước thì đã hỗn độn cảnh, hôm nay hẳn mạnh hơn mới đúng, làm sao biến thành chảm ách tầng 8 ngày? Cổ quái, quá cổ quái. Ngọc Chân Tử phát giác cái gì, mở miệng nói, đây là một tôn vân vô hình phân thân, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng chẳng biết tại sao đối với chúng ta có trấn áp hiệu quả. Chỉ có cực mạnh huyết mạch chi người mới có thể đối kháng người này. Chúng ta huyết mạch, ở nơi này phân thân trước, cũng định trước không cách nào chống lại, thậm chí không cách nào phát huy hỗn độn lực. Cái này vân vô hình biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Chỉ tiếc, chúng ta giết Hồng gia người, có lỗi trước, chuyện này, rất khó giải quyết. Đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Ngọc Chân Tử nói, tông chủ. Hiện tại, làm thế nào? Nhị trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không nhịn được, nhìn một cái Diệp Thần chỗ ở phương hướng, mở miệng nói, muốn, nếu không kêu Diệp Thần xuất quan. Ở toàn bộ thần cực tông, trừ Đồ Lan Tâm huyết mạch nghịch thiên trở ra, đó chính là Diệp Thần. Diệp Thần tất nhiên có thể không bị huyết mạch trấn áp ảnh hưởng. Có thể Diệp Thần đang bế quan bên trong, đánh như thế nào nhiễu? Hắn chỗ ở là thần cực tông. Phòng vệ nhất là nghiêm mật chỗ. Cho dù là vân vô hình tiếng kia khủng bố hét lớn, đều không cách nào thấm vào. Cho nên, bây giờ Diệp Thần, còn không biết vân vô hình tới. Nhưng mà, thần cực tông trừ Diệp Thần, còn có ai, có thể cùng máu này mạnh áp chế vân vô hình chống lại. Cái gì thần quốc một nhóm thế lực, cái gì phong thần bi lên cường giả. Ở nơi này vân vô hình trước mặt, cũng giống như con kiến hôi vậy chứ. Coi như là Diệp Thần, cũng có thể bị vân vô hình nơi nghiền ép à. Diệp Thần, một kiếm chém chết Hoa Cảnh Đào lúc đó, triển lộ thực lực, mặc dù vô cùng khủng bố, nhưng, Ngọc Chân Tử các người, cũng không có so rõ ràng, trước mắt lấy chợt quát thấu vào trong trận vân vô hình, so với lúc đó Diệp Thần, hơn nữa sợ hãi. Phân thân vân vô hình một đôi tím mâu, tinh quang lóe lên, lấy trong cơ thể hắn thiên ma lực, cái này hộ sơn đại trận. Đã không cách nào ngăn che hẳn ánh mắt. Xuyên thấu qua mây mù, vân vô hình không tốn sức chút nào thấy được Ngọc Chân Tử các người lúc này vô cùng chấn động tùng, vô cùng ngưng trọng khuôn mặt, thậm chí, liền thân thể, cũng đang khẽ run. Huyết mạch trấn áp cảm giác, quá đã.
Hắn khóe miệng nâng lên một tơ nụ cười khinh miệt nói, các con kiến hôi, bổn hoàng kiên nhẫn, là có hạn độ. Thần cực tông mọi người, một hồi trầm mặc. Ở bổn hoàng lực lượng hạ, nhân tộc phế vật, nên xem chó như nhau run rẩy. Căn bản, liền ý thức phản kháng, cũng không dám có. Nhân ma tộc, đem thành là thần quốc chí cao vô thượng tồn tại. Triều đại ma hoàng không có làm được chuyện, ta Vân Vô Hình rốt cuộc phải hoàn thành. Vân Vô Hình nụ cười, càng ngày càng nồng đậm. Thần cực tông, chỉ là một bắt đầu thôi. Rất nhanh, hắn liền sẽ chinh phục toàn bộ thần quốc. Cuối cùng chính là vậy chí cao vô thượng thiên đạo cung. Hồng Đăng Nguyên, lúc này mặt đầy hồng quang, trong mắt tất cả đều là sảng khoái cùng vẻ hưng phấn. Hắn đối với Vân Vô Hình, ha ha cười nói, bệ hạ. Vốn là, ta nghe nói cái này Diệp Thần ở thần quang nghi thức bên trên, bạo phát ra vô cùng thực lực kinh khủng, một kiếm chém chết thức tỉnh thiên long huyết mạch đem thần quốc một đám cường giả trấn áp trấn long điện thiên tài hoa cảnh đào, thành là thần quốc tuyệt đại thanh niên cường giả. Còn có chút lo lắng đâu. Hắn nụ cười, bộc phát nồng nặc lên, bây giờ nhìn lại, cái gì thần quốc thanh niên cường giả, ở bệ hạ trước mặt, đều là chó má à. Cái này Diệp Thần, nghe nói cực kỳ kiêu ngạo, bá đạo, không thể nhất thế. Ha ha, bây giờ thế nào? Ở bệ hạ dưới ma uy, sợ rằng, chỉ có thể sát súc ở trong góc run rẩy chứ. Liền cái này hộ sơn đại trận, đều không dám ra ngoài. Cái này cũng phối bị những phế vật kia nhân tộc, gọi là yêu nghiệt. Thật là, làm người ta buồn nôn à. Vân Vô Hình khẽ mỉm cười, tím mâu bên trong lãnh ngạo, đều phải thực chất hóa, mở miệng nói, thiên long huyết mạch. Ha ha, bổn hoàng bằng vào hơi thở, cũng có thể diệt giết tồn tại thôi, giết như vậy một tên phế vật, cũng đáng được những người đó tộc, kinh hãi quái vật nhỏ. Ha ha ha, người ta ma tộc, ở bệ hạ dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc, muốn quân lâm cái này thần quốc. Trời phù hộ người ta ma tộc, vô hạn huy hoàng. Lúc này, Ngọc Trân Tử nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Vô Hình vậy thân ảnh mơ hồ. Một tất cả trưởng lão không nhịn được lo lắng hỏi, tông chủ, làm thế nào? Ngọc Trân Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tuyệt không thể quấy nhiễu Diệp Thần bế quan. Hắn biết, Diệp Thần lần này bế quan, rất mấu chốt, nếu như quấy rầy đến Diệp Thần, rất có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Đến lúc này, thần cực tông nhưng mà gặp phải diệt tông nguy hiểm à. Lại, còn muốn lấy Diệp Thần bế quan là ưu tiên. Cái này, Ngọc Trân Tử nạt nhỏ, chỉ có để cho Diệp Thần tiếp tục bế quan, thần cực tông mới có hy vọng. Cho ta toàn lực phát động đại trận, cho dù chết, cũng phải thủ đến Diệp Thần xuất quan một khắc kia. Biết không? Mọi người nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, cắn răng nói, biết. Dứt lời, Ngọc Trân Tử cùng thần cực tông một tất cả trưởng lão, liền thân hình chấp động, rối rít, dần dần không nhìn thấy ở cái này núi thần trong mây mù tám cái phương vị. Tránh hợp âm dương bát quái tám cái quẻ vị. Bọn họ tay cầm trận bàn, sắc mặt trầm ngưng, mỗi một người đều là móc ra một quả cháy tiềm lực đan dược, nuốt vào trong miệng. Một khắc sau, những thứ này thần cực tông chí cường cửa trên gương mặt, hiện ra lau một cái quỷ dị đỏ thẫm, trong mắt tinh quang đại thịnh, cả người hơi thở, đều bắt đầu bành trướng. Mở, mọi người đoạn quát một tiếng, linh lực cực nhanh vận chuyển, không muốn sống dưới vào tới trong tay trận bàn bên trong. Tám đạo sáng lạng ánh sáng, đồng thời sáng lên, rót vào đến vậy cuồn cuộn trong mây mù. Núi thần ra trong mây mù, chợt kích thích cuồn cuộn sấm sét, vô tận cuồn cuộn, cái này mây mù, bắt đầu vây quanh núi thần, nhanh chóng sáu chuyển đứng lên. Ngay lập tức, cái này cuồn cuộn mây mù, lại là hóa thành một đầu cả người điện quang lượn lờ, vô cùng khổng lồ xương mù long. Chiếm cứ ở trên núi thần, hướng về phía trước mặt Vân Vô Hình, trợn mắt nhìn. Phát ra một tiếng giống giận rung trời. À, Vân Vô Hình tím màu bên trong, cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Cái này thần cực tông hộ thân đại trận, toàn lực phát động dưới, lại có uy thế như vậy. Sợ rằng, có thể so với viễn cổ cấp chứ. Bất quá. Ha ha, cũng chỉ phải, để cho hắn hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Có thể Hồng Đăng Nguyên và Mạc U hai người, nhưng ở vậy tiếng giống giận bên trong, điên cuồng run rẩy, linh hồn, đều phải đống kết à. Vân Vô Hình nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái,
đi trước lui ra đi, đợi bổn tôn đi trước phá trận. Nhân ma tộc thánh nữ Mạc U, có chút bất an nói, bệ hạ, muốn không muốn, điều khiển người ta ma tộc tinh nhuệ tới. Nhìn uy thế này kinh trời, tựa như có thể tùy tiện trong nháy mắt giết hết thảy tồn tại đại trận, cho dù Mạc U vô cùng tín nhiệm vân vô hình thực lực, còn chưa do được, có chút lo âu đứng lên. Huống chi bọn họ đều biết, cái này vân vô hình, chỉ là phân thân. Hơn nữa còn là chảm ách tầng 8 thiên. Cho dù có vực ngoại thiên ma lực lượng, vậy chưa đến nỗi như thế mạnh đi. Vân vô hình những năm này rốt cuộc lấy được cơ duyên gì? Ha ha, vân vô hình cười lạnh một tiếng nói, kêu ngươi lui ra, liền lui ra, đại trận này ở bổn hoàng trước mặt, căn bản không có thể nhất kích. Dứt lời, vân vô hình cổ tay lột, nắm một chuôi toàn thân tím đen, giống như thủy tinh chế thành, minh in vô số phù văn cốt kiếm. Vậy kinh thiên minh mông linh lực một trào, tiện tay, hướng về phía vậy mây mù đại trận, chém ra một kiếm. Cái này cốt kiếm, cũng là thiên ma cốt chế tạo mà thành. Có thể trấn áp hết thảy. Một đạo màu tím đen kiếm mang, phá không đi. Kiếm quang vô cùng nội liếm, thậm chí, cũng không nhìn ra có bất kỳ uy thế gì. Vậy sương mù long thấy vậy, nhưng là cả người điện quang lớn tránh. Điên cuồng gầm thét. Dương nanh múa vuốt hướng về phía đạo kiếm quang kia bay vút lên đi. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy nhìn như vô cùng mạnh mẽ, có thể trấn áp vạn vật sương mù long, lại là, ở nơi này đạo tầm thường màu tím đen kiếm quang dưới, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu gào. Lượn lờ ở trên người nó, đối với những cái kia một nhóm thế lực chí cường tồn tại, cũng không có so nguy hiểm, chí mạng điện mang, nhưng giống như trong gió tàn trúc vậy. Dễ dàng mất đi. Sương mù long thân thể, vô tận bể tan tành, chút nào sức đề kháng cũng không có. Đúng ngôi thần sơn bên ngoài mây mù, đều ở đây đạo kiếm quang này dưới, bị quét sạch 1/3. Hồng Đăng Nguyên cùng Mạc U hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương, vô cùng hưng phấn cùng với gần như điên cuồng vui mừng. Chí cường, ma hoàng vân vô hình, so bọn họ tưởng tượng, còn kinh khủng hơn vô số lần à. Thật là, đột phá suy nghĩ cực hạn. Nhân ma tộc, thật muốn quật khởi, muốn huy hoàng vạn cổ liền à. Mà lúc này, trong mây mù, vậy lấy đan dược, bí pháp, cưỡng ép trái tiềm lực một đám thần cực tông cường giả, ở vân vô hình cái này tiện tay dưới một kiếm, lại đều là không khỏi được phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi, vô cùng trắng bệch. Trong mắt của bọn họ, vẻ ngưng trọng, hơn nữa đậm đà. Vân vô hình cái này tiện tay một kiếm, cơ hồ thì phải đem bọn họ thần cực tông, truyền thừa vạn cổ hộ sơn đại trận, kích phá. Cái này, mẹ hắn là có nhiều nghịch thiên à. Ngọc Chân Tử trầm giọng quát lên, nếu như ta không đoán sai, vậy vân vô hình phân thân và kiếm, đều do đặc thù thiên ma cốt chế tạo, ra tay thật lớn. Có chút thiên ma bản thể có trấn áp hỗn độn cường giả hiệu quả, hẳn là vì vậy mới để cho chúng ta như vậy chật vật. Cái này loại thiên ma cốt chỉ có một nơi có, đó chính là thiên đạo cung. Cái này vân vô hình từ chỗ nào được? Tiếp tục ngăn cản, không ghi bàn thắng thần. Mọi người hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, đem hết thảy nghĩ bậy, ném ra não ngoại. Bọn họ trong đầu, hiện tại, chỉ có một ý niệm. Chính là trì hoãn thời gian. Cho đến, Diệp Thần bế quan kết thúc mới ngưng. Ở trước đó, cái này vân vô hình. Coi như là thân phận thật sự hạ xuống, bọn họ cũng phải ngăn trở. Chết vạn lần không chối từ. Đại trưởng lão ánh mắt chớp động, chợt móc ra một cây bị phù lục phong ấn màu máu châm dài, trên mặt, lóe lên một đạo kiên quyết vẻ. Đem châm dài trên phù lục lột xuống, tay động một cái, đem châm dài, cắm vào đầu mình đỉnh. Hắn hai tay bắt pháp quyết, cả người hơi thở, một hồi cuồng bạo, thân thể nhanh chóng khô đét đứng lên. Nguyên bản già nua khuôn mặt, hơn nữa già vô số lần. Cả người, đều cơ hồ phải bị nếp nhăn bao phủ. Nhưng, quỷ dị chính là, một thân hơi thở, nhưng đang điên cuồng lớn mạnh. Mọi người cảm nhận được đại trưởng lão hơi thở biến hóa, đều là sững sốt một chút, ngay sau đó, hai tròng mắt một hồi ướt át. Bọn họ biết, đại trưởng lão thi triển một loại thần cực tông bên trong cấm kỵ bí pháp. Loại bí pháp này, có thể thời gian ngắn, biên độ lớn tăng lên thực lực. Nhưng là, giá phải trả,
nhưng cũng là vô cùng thảm trọng. Thi triển loại bí pháp này, sẽ thật nhanh thiêu đốt căn nguyên cùng thọ nguyên. Hơn nữa, cơ hồ không có biện pháp, dừng lại. Trên căn bản, dùng đến, thì phải cháy đến chết. Đại trưởng lão, đây là liều mạng à. Hắn lớn tuổi nhất, trì hoãn càng lâu, thực lực, hạ xuống được lại càng mau. Cho nên, hắn thừa dịp mình, còn có thể thiêu đốt thời điểm, cầm hết thảy cũng thiêu đốt à. Mọi người trong lòng, đều là dâng lên một hồi bi thương. Đồng thời, trong mắt kiên quyết vẻ, cũng càng thêm nồng nặc. Quyết không thể, để cho đại trưởng lão trắng trắng hy sinh. Một khắc sau, vậy nguyên bản tiêu tán 1/3, nhìn như, cũng xu hướng tại hỏng mất đại trận, lại là thật nhanh, di hợp lại. Lần nữa huyễn hóa ra vậy đạo sương mù long, ngửa mặt lên trời gào thét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.